Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 160. Người đàn ông hoàn toàn sụp đổ rồi. Diệp Huyên ở bên kia thoáng do dự, sau đó nói, tiền bối, ta còn có việc, chúng ta xin cáo từ. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Chuyện tình cảm này đứng nên dính dáng vào thì tốt hơn. Lúc này, một luồng kiếm thế nhốt Diệp Huyên lại. Diệp Huyên không biết làm sao, tiền bối. Ta không muốn nhúng tay vào chuyện của hai người. Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên, ta không bảo ngươi nhúng tay vào. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, vậy ý của tiền bối là. Cô gái tóc trắng bước về phía trước một bước, ngay lập tức đi tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên thầm đề phòng. Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên, giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó cất lời, tiền bối nói đi. Cô gái tóc trắng mở lòng bàn tay, một tấm bảng gỗ xuất hiện trong tay nàng ta. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là... Cô gái tóc trắng nhìn tấm bảng gỗ, hồn mộc. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, bên trong có linh hồn sao? Cô gái tóc trắng đáp, là linh hồn của nhi tử ta. Diệp Huyên. Người đàn ông phía xa chợt run rẩy nói, ai, nàng nói gì? Cô gái tóc trắng quay đầu nhìn về phía người đàn ông với nét mặt lạnh như băng, bất ngờ à? Ngạc nhiên à? Người đàn ông run rẩy nói, năm đó nàng không hề giết chết nhi tử của chúng ta. Diệp Huyên nghe mà thấy cạn lời. Mẹ kiếp! Đây là gia đình không bình thường gì vậy? Có thể sánh với gia đình của Thiên Diệp rồi. Nghĩ đến Thiên Diệp, Diệp Huyên lại không khỏi tức giận mắng, đồ ngu ngốc. Thiên Diệp! Trong biết bao nhiêu kẻ thù, chỉ có Thiên Diệp này để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Cô gái tóc trắng nhìn người đàn ông, đó là nhi tử của ta. Người đàn ông đi tới trước mặt cô gái tóc trắng, yết hầu lăn lên lộn xuống, ai ta? Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nàng muốn đối xử với ta thế nào cũng được, nàng. Nàng bỏ qua cho nhi tử của chúng ta có được không? Cô gái tóc trắng nhìn người đàn ông. Trước đây ta yêu ngươi như thế, vì ngươi ta từ bỏ vị trí thế tử của gia tộc, cam tâm tình nguyện cao bay xa chạy với ngươi, nhưng ngươi thì sao? Trong lúc ta mang thai, ngươi lại ngoại tình với sư muội trong tông môn của ngươi. Nói đến đây, nàng ta cười buồn bã, có lẽ ai ta thật sự bị mù rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên không khỏi nhìn người đàn ông kia, chết tiệt, người đàn ông này cặn bã thế. Chuyện như vậy mà cũng làm được. Người đàn ông vội vàng nói, ai, là lỗi của ta, là ta phụ lòng nàng. Tất cả lỗi lầm đều là của một mình ta, nàng bỏ qua cho nhi tử của chúng ta có được không? Cô gái tóc trắng nhìn người đàn ông, ta cảm thấy thằng bé sống trên đời này là một sự đau khổ. Người đàn ông quỳ xuống đất, ai, nàng bỏ qua cho nó đi. Thằng bé vô tội, chuyện của người lớn chúng ta đừng làm liên lụy tới đứa bé. Hắn ta vừa nói vừa dập đầu thật mạnh. Diệp Huyên ở bên cạnh không nhìn được nói, tiền bối, ta có thể nói đôi lời không? Cô gái tóc trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có thể hiểu tâm trạng của người, nhưng chuyện của người lớn thật sự không nên liên lụy đến đứa trẻ. Ta biết một người bạn tên là Diệp Thần, phụ thân của hắn giống như gã đàn ông trước mặt người, thật sự không ra thể thống gì. Mà vì phụ mẫu của hắn nên cuộc đời của hắn rất thê thảm. Còn thê thảm hơn cả ta nữa. Cho nên, người muốn trừng trị người đàn ông phụ bạc này, ta cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng đừng làm ảnh hưởng đến đứa bé. Phụ mẫu cãi nhau, đứa bé chịu tội, đừng trách ta nói thẳng, phụ mẫu như thế thật sự chính là rác rưởi. Người đàn ông kia vội vàng nói, tiểu huynh đệ này nói rất đúng. Nếu nàng tức giận thì cứ trừng trị ta, ta sẵn lòng bị nàng nhốt cả đời, nàng bỏ qua cho đứa bé đi có được không? Cô gái tóc trắng im lặng một lúc rồi đặt hồn bài đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên hơi khó hiểu, đây là. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, giúp ta tìm cho thằng bé một nơi tốt để thằng bé đắp nặn lại thân thể, sống một đời bình thường. Nghe vậy, người đàn ông lập tức thở phào nhẹ nhõm, mất hết sức lực ngồi dưới đất. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối không cùng hắn trưởng thành sao? Cô gái tóc trắng chậm rãi nhắm mắt lại, ta không muốn, cũng không dám. Vì gặp nó, ta sẽ vô thức thấy hận, sẽ làm tổn thương nó. Diệp Huyên thầm thở dài.
hắn chợt nghĩ đến Diệp Lăng Thiên, mẫu thân của Diệp Thần. Đây cũng là một người phụ nữ từng bị tổn thương tình cảm, cũng cực đoan như thế. Phụ nữ sau khi bị phụ bạc đều cực đoan như thế sao? Diệp Huyên lại thở dài một lần nữa. Sau này mình phải chú ý hơn về mặt tình cảm. Nếu không, có lẽ sẽ rất phiền phức. Không thể có nhiều vợ. Khoảng 10 người là đủ rồi. Lúc này, cô gái tóc trắng đột nhiên nói tiếp, để đền ơn, ta sẽ truyền thụ kiến thức cả đời của ta cho ngươi. Diệp Huyên cười nói, cho dù tiền bối không truyền thụ kiếm kỹ, ta cũng sẽ giúp người chuyện này. Cô gái tóc trắng gật đầu, nàng ta chắp ngón tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày Diệp Huyên. Oanh! Trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào đầu hắn. Một lát sau, cô gái tóc trắng rụt tay vầy, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, sau đó nói, ai ta 20 tuổi tu kiếm, 30 tuổi vô địch thế gian, cả đời chưa từng có đối thủ. Chỉ cần có kiếm trong tay, ta sẽ vô địch. Nói đến đây, nàng ta nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, trong mắt có chiến ý nồng đậm xuất hiện, hôm nay nhìn thấy thanh kiếm này, mới biết thì ra trên đời vẫn còn kiếm tu mạnh như thế. Ta muốn đánh một trận với người chế ra thanh kiếm này. Đánh một trận với Thanh Nhi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta không biết nàng đang ở đâu. Cô gái tóc trắng khẽ mỉm cười, để ta. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên bay vào tay nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm Thanh Huyên không ngừng rung lên. Một lát sau, cô gái tóc trắng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về hướng đó, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Ở một nơi không rõ, có một cô gái đột nhiên dừng lại. Chính là cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng hơi nghiêng đầu, như đang nhìn gì đó. Trước kiếm điện, cô gái tóc trắng cười kiêu ngạo, từ lúc luyện thành kiếm đạo, chưa từng có ai có thể đỡ được một kiếm của ta, các hạ, cẩn thận. Dứt lời, nàng ta tiến về phía trước một bước, vung kiếm, kiếm khai vũ trụ. Vụt! Trong nháy mắt, chân trời xuất hiện một khe hở lớn. Thời gian, thời không, và cả pháp tắc vũ trụ đều không thể ngăn cản chiêu kiếm này. Một chiêu kiếm bổ đôi cả vũ trụ. Trên không trung ở chỗ cô gái váy trắng, có một hư ảnh cầm kiếm chém tới. Chiêu kiếm này khiến tinh vực xung quanh cô gái váy trắng bắt đầu bốc cháy. Vào khoảnh khắc cô gái tóc trắng ra kiếm, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn đánh giá thấp cô gái tóc trắng này rồi. Đánh giá thấp vô cùng. Thành tựu kiếm đạo của đối phương mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy Thanh Nhi. Với thực lực của hắn bây giờ, dùng mắt thường không thể nào nhìn xuyên tinh vực được. Trong một tinh vực không rõ, cô gái váy trắng nhìn hư ảnh vừa chém tới, nở nụ cười khinh thường, lãng phí thời gian của ta. Dứt lời, nàng ấy rút kiếm chém một phát, sau đó xoay người rời đi. Vụt! Hư ảnh kia lập tức bị chém nát, một khắc sau. Cách Diệp Huyên không xa có một tia kiếm quang chợt xuyên thủng qua giữa chân mày của cô gái tóc trắng. Oanh! Thân thể của cô gái tóc trắng dần tan biến. Giết chết trong nháy mắt. Cô gái tóc trắng ở trước mặt Diệp Huyên hơi sững sờ. Nàng ta bị giết chết trong nháy mắt. Diệp Huyên không nói một lời. Thanh Nhi thắng rồi. Thanh Nhi vẫn là vô địch. Kiếm Tâm Tâm và Tiêu Lâm Lang cũng vô cùng rúng động. Người đứng sau Diệp Huyên chém chết cô gái tóc trắng trong nháy mắt. Hơn nữa còn cách không biết bao nhiêu tinh vực. Lúc này, cô gái tóc trắng nhẹ giọng hỏi, nàng tên là gì? Diệp Huyên nhìn cô gái tóc trắng, Thiên Mệnh. Thiên Mệnh. Cô gái lẩm bẩm, quá mạnh. Diệp Huyên nhìn tia kiếm quang ở giữa chân mày nàng ta, hắn thoáng do dự, sau đó hỏi, nếu ta thu hồi tia kiếm quang này, người có thể sống không? Cô gái tóc trắng lắc đầu, ta đã chết rồi. Diệp Huyên khẽ thở dài. Hắn biết Thanh Nhi khác với đại ca. Nàng ấy có thể nương tay hay không hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Cô gái tóc trắng đột nhiên cười nói, như vậy cũng tốt. Diệp Huyên nhìn nàng ta nhẹ giọng nói, thân là kiếm tu, chết ở dưới kiếm là nơi quy tụ tốt nhất. Sau đó,
Nàng ta nhìn hồn mộc trong tay Diệp Huyên, nhờ cả vào ngươi. Dứt lời, nàng ta từ từ nhắm mắt lại. Mà lúc này, thân thể của nàng ta cũng bắt đầu biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc này, người đàn ông cũng run rẩy cất lời, ai, xin lỗi. Cô gái không mở mắt, cũng không trả lời, hoàn toàn xem thường. Cô gái dần tan biến, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất. Sau khi nàng ta biến mất, một cây châm ngọc chậm rãi rơi xuống. Lúc nhìn thấy cây châm ngọc, người đàn ông như bị sét đánh, vô số hình ảnh lập tức tràn vào đầu hắn ta. Ai, nàng thích châm ngọc này không? Thích. Ai là người đẹp nhất trần đời, ta không xứng với nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Lang, đời này ta chỉ gả cho chàng. Nhưng bá phụ không đồng ý. Vậy ta sẽ đi theo chàng. Nhưng nàng là thế tử. Không quan trọng bằng chàng. Ai, đời này ta nhất định sẽ không phụ lòng nàng. Người đàn ông trước mặt Diệp Huyên tựa như mất hồn, một lát sau, hắn ta bắt đầu cười to, sau đó lại bật khóc. Diệp Huyên khẽ thở dài. Có lẽ trước đây hai người này thật sự từng yêu nhau. Nhưng cuối cùng người đàn ông này vẫn phụ lòng ai. Lúc này, người đàn ông đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, hắn ta mở lòng bàn tay, một tiểu tháp hư ảo bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tiền bối, đây là... Nam tử nói, đây là tất cả bảo vật của kiếm khư tông. Tiểu huynh đệ, bây giờ nó là của ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, nàng cũng không giết người, chứng tỏ nàng. Người đàn ông lắc đầu, ngươi không hiểu. Nàng không giết ta không có nghĩa là nàng vẫn yêu ta, mà là nàng đã từ bỏ ta rồi. Diệp Huyên lại thở dài. Người đàn ông nhìn hồn mộc trong tay Diệp Huyên, tiểu huynh đệ, nhờ hết vào ngươi. Nói xong, linh hồn của hắn ta lập tức bốc cháy. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn vội nói, tiền bối, người. Người đàn ông nhìn châm ngọc trong tay, nhẹ giọng nói, là ta nợ nàng. Dứt lời, linh hồn của hắn ta lại chạy mạnh hơn. Chưa đến mấy giây đã cháy sạch. Chết rồi. Ba người Diệp Huyên đều im lặng. Một lúc sau, Tiêu Lâm Lang cất lời, đối với bọn họ, đây cũng không phải chuyện xấu. Kiếm Tâm Tâm gật đầu, hai người họ sống là hành hạ lẫn nhau. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, cũng đúng. Lúc này, Kiếm Tâm Tâm nhìn Diệp Huyên, người phải chú ý hơn. Diệp Huyên hơi khó hiểu, ta làm sao? Kiếm Tâm Tâm nói tiếp, ngươi quá nổi bật, rất dễ lấy lòng nữ tử, sau này đừng lừa gạt tình cảm của nữ tử. Diệp Huyên. Hắn đang định đáp lời thì chợt nhớ đến điều gì, vội quay đầu nhìn lại, thấy Linh Tịch đứng ở cách đó không xa, không ngừng rơi nước mắt. Linh Tịch. Ý chí kiếm đạo của cô gái tóc trắng. Diệp Huyên đi tới trước mặt Linh Tịch, hắn hơi do dự, sau đó nói, đừng khóc. Với nàng ta, đây là giải thoát. Linh Tịch cúi đầu, run rẩy nói, ta phải làm sao đây? Diệp Huyên cười nói, không bằng cô đi theo ta đi. Linh Tịch nhìn Diệp Huyên cười nói, đồng ý không? Linh Tịch hơi do dự. Diệp Huyên lại nói, chắc chắn có đủ kẹo hồ lô cho cô ăn. Linh Tịch lập tức gật đầu, đồng ý. Diệp Huyên hơi cạn lời. Mình còn không hấp dẫn bằng kẹo hồ lô. Tiêu Lâm Lang ở bên cạnh còn cạn lời hơn, không ngờ tên này lại dụ dỗ một tiểu nha đầu có thực lực tương đương với đại thánh nhân bằng cách này. Tuy Linh Tịch này chỉ là một ý chí kiếm đạo, nhưng thực lực của nàng ta đủ để chém chết đại thánh nhân. Đại thánh nhân bình thường hoàn toàn không thể so sánh với nàng ta. Ngoài ra, hắn còn lấy được truyền thừa kiếm đạo của cô gái tóc trắng kia. Quan trọng nhất là Diệp Huyên lấy được toàn bộ bảo vật của kiếm khư tông. Bảo vật của một tông môn khổng lồ đến mức nào? Kiếm được một khoản rồi. Dù nàng ta cũng muốn, nhưng nàng ta không có tư cách. Hai người kia chỉ thừa nhận Diệp Huyên thôi. Diệp Huyên chợt nói, Tâm Tâm cô nương, Lâm Lang cô nương, chúng ta đi thôi. Hai cô gái gật đầu. Lúc này... Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Tiêu Lâm Lang cô nương, đây là của cô. Tiêu Lâm Lang nhìn thoáng qua, trong nhẫn chứa đồ có tận 1 triệu viên vĩnh sinh thần tinh.
đây là vĩnh sinh thần tinh. Thứ mà đại thánh nhân cũng cần để tu luyện, mà hơn 1 triệu viên vĩnh sinh thần tinh, đừng nói một người, dù là thế lực siêu cấp như đại linh thần cung cũng chưa chắc có thể gom đủ trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, người cho ta ư? Diệp Huyên cười đáp, chúng ta là bạn không phải sao? Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó đáp hiểu rồi. Dứt lời, nàng ta nhận lấy nhẫn chúa đồ. Diệp Huyên cười to. Lúc này, Kiếm Tâm Tâm chợt giơ tay ra, của ta đâu? Diệp Huyên cạn lời, tỷ đúng là không khách sáo. Diệp Huyên nhìn Kiếm Tâm Tâm, cười nói, Tâm Tâm, ta cần tỷ giúp ta làm một chuyện. Kiếm Tâm Tâm hỏi, chuyện gì? Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta cần tỷ trở về Kiếm Minh một chuyến. Kiếm Tâm Tâm thắc mắc, trở về làm gì? Diệp Huyên cười nói, mang đồ về. Hắn vừa lấy được tất cả bảo vật của Kiếm Khư Tông, trong đó có cả công pháp và kiếm kỹ. Những thứ này thật sự quá thích hợp với Kiếm Minh hiện tại. Dù Kiếm Minh là của phụ thân, nhưng phụ thân hoàn toàn chẳng để tâm đến, có thể nói là nuôi thả. Vì thế, người của Kiếm Minh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà bây giờ, những tâm pháp và võ kỹ này của Kiếm Khư Tông đều là hàng đầu, nếu đưa cho Kiếm Minh, không cần nghĩ nhiều cũng có thể chắc chắn Kiếm Minh sẽ xuất hiện một nhóm tiểu thánh nhân, thậm chí là đại thánh nhân. Có thể thấy, thực lực của Kiếm Khư Tông này rõ ràng cao hơn Đại Linh Thần Cung. Mà rõ ràng Kiếm Khư Tông đã bị cô gái tóc trắng tiêu diệt. Diệp Huyên khẽ thở dài. Ngoài cha, Thanh Nhi và đại ca, cô gái tóc trắng là kiếm tu mạnh nhất mà hắn từng gặp từ trước đến giờ. Khi nàng ta chém ra chiêu kiếm khiêu chiến Thanh Nhi, hắn cảm thấy nếu nó nhằm vào tinh vực cổ thần, thì e rằng tinh vực cổ thần sẽ bị chém vỡ. Đáng tiếc là nàng ta lại khiêu chiến với Thanh Nhi. Thanh Nhi vô địch. Diệp Huyên thôi không suy nghĩ nữa, hắn đưa cho Kiếm Tâm Tâm một chiếc nhẫn chứa đồ, những thứ phù hợp với ta, ta đều là giữ lại. Những thứ khác, tỷ mang đến Kiếm Minh đi. Sau đó nói với mấy người Kiếm Si và Kiếm Tuyệt là mau tăng cấp cho ta, ở tinh vực cổ thần này ta có hơi nhiều kẻ thù, bảo sau này bọn họ đến đánh nhau giúp ta. Tiêu Lâm Lang. Kiếm Tâm Tâm nhìn Diệp Huyên, người đưa cho Kiếm Minh ư. Diệp Huyên liếc nàng ta, tỷ có ý gì? Còn có việc phân chia của ta và của Kiếm Minh sao? Kiếm Tâm Tâm nhận lấy nhẫn chứa đồ, người bảo trọng. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Đi mới mấy bước, nàng ta như nhớ ra điều gì nên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, thanh kiếm ngươi vừa dùng không tệ, có muốn đưa cho ta luôn không? Diệp Huyên ngây người, sau đó lấy kiếm Thanh Huyên ra, thanh kiếm này á. Kiếm Tâm Tâm gật đầu, hay là tặng cho ta đi? Diệp Huyên đen mặt. Người phụ nữ này nhắm vào kiếm Thanh Huyên của hắn. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, hắn bấm tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trước mặt Kiếm Tâm Tâm, nàng ta cũng không khách sáo mà cầm lấy kiếm vung nhẹ, nhưng lại không có gì xảy ra cả. Kiếm Tâm Tâm khẽ nhíu mày, có chuyện gì vậy? Thanh kiếm nàng ta đang cầm chẳng khác nào một thanh kiếm bình thường cả. Diệp Huyên cười nói, lúc chế tạo thanh kiếm này, Thanh Nhi từng nói với ta, trên đời này, chỉ có ta có thể sử dụng nó thôi. Kiếm Tâm Tâm bĩu môi, ném kiếm lại cho Diệp Huyên, nhớ kỹ, ngươi còn nợ ta kiếm đấy. Dứt lời, nàng ta xoay người ngự kiếm bay lên. Diệp Huyên nói, trong nhẫn chứa đồ có rất nhiều kiếm tốt, tỷ có thể chọn trước. Kiếm Tâm Tâm ở cuối chân trời đáp lời, còn cần ngươi nói chắc. Diệp Huyên. Lúc này, Tiêu Lâm Lang đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nàng ta nhìn về phía xa, có rất nhiều người đang đến đây. Diệp Huyên nhìn về phía xa, đúng là có rất nhiều hơi thở cường đại di chuyển về hướng này. Tiêu Lâm Lang trầm giọng nói, không có ý chí kiếm đạo áp chế, bất cứ ai đều có thể tiến vào nơi này. Diệp Huyên cất lời, Lâm Lang cô nương, lát nữa cô phối hợp với ta một chút. Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, có ý gì? Diệp Huyên đột nhiên đánh một quyền lên ngực mình. Phụt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Lâm Lang ngạc nhiên, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên hét to, Tiểu Động Thiên, các ngươi dám cướp đi tất cả bảo vật. Nói đến đây, hắn lại đánh thêm một quyền. Phụt. Tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Lâm Lang nhìn mà trợn mắt há mồm. Lúc này, một đám người xuất hiện.
cảnh giới thấp nhất cũng là thời không cảnh, người đàn ông áo đen cầm đầu có khí thế sâu không lường được. Nhìn thấy người đàn ông, Tiêu Lâm Lang không khỏi nhíu mày, Vương Chiến. Vương Chiến. Thiên tài siêu cấp của Chiến Các, nổi tiếng tương đương với Lý Yêu Dạ. Khi nhìn thấy Tiêu Lâm Lang, Vương Chiến cũng ngạc nhiên, sau đó nói, Lâm Lang cô nương, cô cũng ở đây sao? Tiêu Lâm Lang khẽ mỉm cười, không ngờ Vương Huynh cũng đến đây. Vương Chiến nhìn Diệp Huyên, Lâm Lang cô nương, đây là... Tiêu Lâm Lang đáp, hắn là Diệp Huyên. Diệp Huyên. Nghe vậy, Vương Chiến hơi ngây người. Đương nhiên gã từng nghe nói đến cái tên Diệp Huyên. Đây là người đã giết chết đệ tử nội môn rồi đến đệ tử chân truyền trong Đại Linh Thần Cung. Nhưng bây giờ, Diệp Huyên đã bị đuổi khỏi Đại Linh Thần Cung rồi. Vương Chiến quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp Huynh bị thương sao? Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, gật đầu, đúng thế. Dứt lời, hắn siết chặt hai tay, nét mặt dữ tợn, tiểu động thiên này đúng là đáng giận, không ngờ bọn họ lại lấy hết tất cả bảo vệ bên trong Kiếm Khư Tông, độc chiếm tất cả. Thật sự quá đáng ghét. Nghe vậy, sắc mặt của Vương Chiến và mấy người phía sau gã đều hơi khó coi. Đến muộn rồi. Khi biết ý chí kiếm đạo của nơi này biến mất, bọn họ đã lập tức chạy tới, nhưng bọn họ không ngờ rằng mình lại đến muộn. Lúc này, Vương Chiến hỏi, người của Tiểu Động Thiên đến rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Rất đông người, bọn họ cướp hết tất cả bảo vật của Kiếm Khư Tông, còn muốn giết ta diệt khẩu. Nếu không nhờ Lâm Lang cô nương kịp thời cứu giúp thì ta đã chết rồi. Vương Chiến quay đầu nhìn Tiêu Lâm Lang, nàng ta thoáng do dự, sau đó gật đầu. Vừa mới nhận 1.000.000 viên vĩnh sinh thần tinh của người ta, nàng ta không thể không phối hợp. Thấy Tiêu Lâm Lang khẳng định, mấy người Vương Chiến đều xa sầm mặt. Thật sự đến muộn rồi. Lúc này, một hơi thở vô cùng đáng sợ chợt xuất hiện nơi chân trời. Đại Thánh Nhân. Mọi người quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó đột nhiên nứt ra, sau đó, một ông lão chậm rãi xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, ông ta đã lập tức nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên. Diệp Huyên nổi giận, Tiểu Động Thiên, các người đã cướp đi bảo vật rồi mà vẫn không chịu bỏ qua sao? Nghe vậy, ông lão nhíu mày, người nói gì thế? Diệp Huyên nhìn chằm chằm ông ta, ông còn giả ngu à? Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông lão. Dù ông lão là một đại thánh nhân, nhưng bọn họ cũng không sợ lắm. Dù sao bọn họ cũng đông hơn. Ông lão nơi chân trời nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đang nói gì thế? Diệp Huyên nổi giận, ông già, ông còn muốn giả vờ nữa à? Dứt lời, hắn xé rách áo mình, trước ngực hắn đã nứt ra, vẫn còn đang chảy máu. Diệp Huyên nhìn chằm chằm ông lão, căm phẫn nói, ta đã từ bỏ hơn 100.000.000 vĩnh sinh thần tinh và 50 dòng suối nguồn vĩnh sinh cấp thần của Kiếm Khư Tông vẫn chưa được sao? Cần gì phải đuổi cùng giết tận chứ? Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Hơn 100.000.000 vĩnh sinh thần tinh. 50 dòng suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Đầu mọi người không ngừng kêu ong ong. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, còn mấy thần binh bảo vật cấp cổ thần kia nữa, ta không cần. Ta không cần gì cả. Đều là của Tiểu Động Thiên các người hết. Các người bỏ qua cho ta đi. Ông lão nổi giận, tiểu tử, người đang giở trò gì đấy? Tiểu Động Thiên ta lấy những thứ này bao giờ? Ngươi? Diệp Huyên vội nói tiếp, không có. Là ta sai rồi, đúng thế, Tiểu Động Thiên các người không hề lấy những thứ này, là ta nhớ nhầm. Xin lỗi, là ta nhớ nhầm. Ông lão? Mà lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. Vương Chiến nhìn ông lão. Không ngờ Tiểu Động Thiên là có cách đánh tan ý chí kiếm đạo kia, quá lợi hại. Ông lão lạnh lùng nhìn Vương Chiến, ngươi không có não à? Rõ ràng tên này vu oan hãm hại chúng ta, thế mà ngươi cũng tin. Vương Chiến nhếch môi, ông nói ta không có não. Ông lão nhìn chằm chằm Vương Chiến, nếu có thì sao ngươi có thể tin lời hắn nói được? Vương Chiến nhìn ông lão, hắn là một kiếm tu tu tâm. Ta không tin một kiếm tu sẽ làm trái với lương tâm đi nói dối. Đương nhiên bây giờ việc này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ông đây chướng mắt ông. Dứt lời, gã nhảy lên, đánh tới một quyền.
Cú đấm đánh ra, một quyền thế lập tức bao phủ cả thiên địa. Nhìn thấy cú đấm này, ông lão lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ta không dám xem thường, cũng tiến lên đánh tới một quyền. Thánh nhân chi lực. Cú đấm này khiến cả thiên địa trở nên hư ảo. Ầm. Một âm thanh động trời đột nhiên vang vọng khắp chân trời, khiến ông lão liên tục lùi về sau. Còn Vương Chiến thì vẫn đứng yên tại chỗ. Trong lần giao phong này, Vương Chiến toàn thắng. Ông lão nhìn Vương Chiến, trong lòng vô cùng chấn động, ngươi là ai? Vương Chiến cười châm chọc, lão tử là tổ tông của ông. Dứt lời, gã lại tiếp tục xông lên. Oanh! Một lực đấm mạnh mẽ bao phủ lấy ông lão, trong nháy mắt, không gian xung quanh ông ta lập tức bốc cháy. Ông lão hoảng hốt, vội vàng tiến lên một bước, tay phải siết chặt thành quyền, sau đó đánh tới một phát. Oanh! Một quyền ấn màu vàng hiện lên từ cú đấm của ông ta. Mà lúc này, cú đấm của Vương Chiến cũng đã đến. Ầm! Thiên địa lập tức rung động dữ dội. Dưới ánh nhìn của mọi người, ông lão lập tức lùi lại cả nghìn trượng, chẳng những thế, vừa dừng lại, thân thể của ông ta đã nứt ra, chỉ còn lại linh hồn. Mà Vương Chiến vẫn không lùi lại dù là một bước. Diệp Huyên nhìn Vương Chiến, không thể không nói, mấy thiên tài siêu cấp của tinh vực cổ thần này đều rất chất lượng. Cảnh giới của Vương Chiến là tiểu thánh nhân, nhưng thực lực của gã hoàn toàn áp đảo đại thánh nhân là ông lão. Phía xa, ông lão chỉ còn lại linh hồn hơi sửng sốt. Thân thể của mình không còn nữa. Cứ thế tan biến rồi. Như nhớ ra điều gì, ông ta nhìn Vương Chiến. Gào thét, ngươi có biết ta là ai không? Ta là người của tiểu động thiên đấy. Vương Chiến đang định đáp thì Diệp Huyên chợt chen miệng vào, ông già, ông có biết người trước mặt ông là ai không? Hắn là Vương Chiến yêu nghiệt hàng đầu tinh vực cổ thần ta đấy. Dứt lời, hắn nhìn Vương Chiến bằng ánh mắt sùng bái, từ lâu đã nghe danh Vương Huynh là yêu nghiệt hàng đầu tinh vực cổ thần, hôm nay may mắn được gặp, thật sự là phúc ba đời. Tiêu Lâm Lang ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên. Trong mắt có thêm chút đề phòng. Nàng ta biết rất rõ thực lực của Diệp Huyên, tên này chắc chắn không thua kém gì Vương Chiến. Nhưng ở trước mặt Vương Chiến, hắn lại tỏ vẻ mình không bằng Vương Chiến. Quá mưu mô. Tên này sử dụng mấy mưu kế này thuần thục như thế. Hắn thật sự là kiếm tu sao? Vương Chiến ở cách đó không xa nghe Diệp Huyên nói thế thì hơi sửng sốt, sau đó cười nói, Diệp Huynh khách sáo quá. Theo ta được biết, Diệp Huynh cũng là một yêu nghiệt siêu cấp mà. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, trước khi gặp Vương Huynh, ta cũng cảm thấy mình là yêu nghiệt siêu cấp, nhưng lúc này. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài, thấy Vương Huynh, ta mới biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Sau này nếu có cơ hội, ta cũng muốn được thỉnh giáo Vương Huynh. Vương Chiến cười to, không dám nhận hai từ thỉnh giáo này, chúng ta có thể giao lưu với nhau. Diệp Huyên vội nói, không dám, không dám. Vương Huynh chỉ điểm một chút, ta đã vô cùng biết ơn rồi. Tiêu Lâm Lang nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao ngươi diễn giỏi thế? Vương Chiến ở chân trời cười nói, Diệp Huynh, lúc trước người của Đại Linh Thần Cung nói Huynh vô cùng kiêu ngạo, nhưng ta cảm thấy Huynh rất thành thật. Xem ra không thể tin vào lời đồn này được rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, trên đời này, không một ai có tư cách kiêu ngạo trước mặt Vương Huynh cả. Mọi người, nịnh bợ thế này. Tiêu Lâm Lang chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng ta không xem tiếp được nữa rồi. Mà Vương Chiến lại cười to. Bình thường được người khác nịnh hót, gã sẽ cảm thấy rất ghét bỏ. Nhưng nếu được một yêu nghiệt nịnh hót thì lại khác. Việc mà Vương Chiến gã thích làm nhất chính là để yêu nghiệt thiên tài cùng thế hệ khâm phục mình. Vì như thế rất có cảm giác thành tựu. Lúc này, Diệp Huyên chợt trầm giọng nói, Vương Huynh, thả ông lão này đi đi. Vương Chiến nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên nhìn ông ta, ông lão này là người của Tiểu Động Thiên. Nếu Vương Huynh giết ông ta, e rằng Tiểu Động Thiên sẽ truy sát người toàn vũ trụ. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tiêu Lâm Lang nhìn ông lão chỉ còn lại linh hồn ở phía xa, lắc đầu. Ông lão này toi đời rồi. Đúng như dự đoán, nghe thấy lời của Diệp Huyên. Vương Chiến lập tức cười kiêu ngạo, Vương Chiến ta sẽ sợ Tiểu Động Thiên của ông ta sao? Dứt lời, gã đột nhiên biến mất.
Ông lão phía xa lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta vừa định trốn đi thì một quyền ấn đã đánh lên người ông ta. Ầm. Thần hồn của ông lão lập tức tan biến, ngay cả ý thức cũng bị cú đấm này đánh tan. Giết rồi. Thấy cảnh này, một vài người đang có mặt đều im lặng. Vương Chiến là người đại diện của Chiến Các. Bây giờ gã giết người của Tiểu Động Thiên có thể bỏ qua sao? Chắc chắn là không. Nhưng Chiến Các cũng sẽ không vứt bỏ Vương Chiến. Vương Chiến chính là tương lai của Chiến Các. Lúc này, Vương Chiến vung tay phải, nhẫn chứa đồ của ông lão bay vào tay gã, nhưng bên trong nhẫn chứa đồ chỉ có một vài bảo vật bình thường và thần tinh. Vương Chiến quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, e rằng bọn họ đã mang đi rồi. Mang đi rồi. Nghe vậy, Vương Chiến sa sầm mặt. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, Vương Huynh, Tiểu Động Thiên chắc chắn sẽ trả thù Huynh. Huynh. Vương Chiến cười kiêu căng, cứ để bọn họ trả thù. Diệp Huyên cười khổ, Vương Huynh, ta phải chạy đây. E rằng Tiểu Động Thiên này cũng sẽ không bỏ qua cho ta phải trốn đi. Sau này có cơ hội sẽ thỉnh giáo Vương Huynh. Vương Chiến hơi do dự, sau đó gật đầu, được. Diệp Huyên chắp tay, Vương Huynh, sau này gặp lại. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Lâm Lang cô nương, chúng ta cũng hẹn gặp lại sau nhé. Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, hắn xoay người biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Vương Chiến nhìn theo hướng Diệp Huyên vừa biến mất, nhẹ giọng nói, Diệp Huynh này cũng không tệ mà sao Đại Linh Thần Cung vẫn luôn nói xấu hắn thế. Đại Linh Thần Cung thật chẳng ra làm sao, Tiêu Lâm Lang. Sau khi rời khỏi Kiếm Khư Tông, Diệp Huyên đi thẳng vào trong một dãy núi. Bên một bờ sông nào đó, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt hắn là ba chiếc nhẫn chứa đồ. Trong đó có một chiếc nhẫn có hơn 100 triệu viên vĩnh sinh thần tinh. Ban đầu có hơn 150 triệu viên. Hắn cho Kiếm Tâm Tâm mang đi hơn 50 triệu viên, mà hơn 50 triệu viên vĩnh sinh thần tinh đó đủ để thực lực của Kiếm Minh tăng lên một cấp bậc mới. Đặc biệt là Kiếm Tâm Tâm còn mang về cả công pháp và kiếm kỹ nữa. Những thứ này rất hữu dụng với Kiếm Minh bây giờ. Không bao lâu nữa, chắc chắn thực lực tổng thể của Kiếm Minh sẽ sánh bằng thế lực siêu cấp của tinh vực cổ thần. Vì thiên phú của những kiếm tu trong Kiếm Minh vốn đã vô cùng đáng sợ rồi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía chiếc nhẫn chứa đồ thứ hai, tâm niệm di chuyển, một thanh kiếm bay ra từ trong nhẫn. Thanh kiếm dài 4 mét, rộng khoảng 3 ngón tay, trên thân kiếm có một ký hiệu tựa như tia chớp. Đây là thanh kiếm tốt nhất trong Kiếm Khư Tông. Diệp Huyên quan sát nó một lúc, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong kiếm, ngươi là chủ nhân mới sao? Kiếm có linh. Diệp Huyên cười đáp, đúng thế, ngươi tên là gì? Thanh kiếm kia nói, ta tên là Kiếm Khư, thanh kiếm mạnh nhất trong Kiếm Khư Tông từ trước đến giờ. Trên đời này không có thanh kiếm nào lợi hại hơn ta cả. Giọng nói tràn đầy sự kiêu ngạo. Diệp Huyên chớp mắt, thật sao? Kiếm Khư kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, thanh kiếm này thì sao? Kiếm Khư chợt rung lên, sợ hãi nói, thanh kiếm này. Diệp Huyên cười, có mạnh bằng ngươi không? Oa! Kiếm Khư kia chợt bật khóc, người bắt nạt ta. Diệp Huyên đen mặt. Mẹ nó! Đừng nói thanh kiếm này là một đứa trẻ nhé. Kiếm Khư chợt nói, chủ nhân, người mau cất nó đi, ta sợ. Diệp Huyên hơi khó hiểu, sao ngươi lại sợ? Kiếm Khư run rẩy đáp hơi thở. Trong thanh kiếm kia có một hơi thở rất đáng sợ. Diệp Huyên im lặng. Có lẽ nó đang nói đến Thanh Nhi. Kiếm Thanh Huyên là do Thanh Nhi chế tạo, bên trong có hơi thở của nàng ấy là chuyện rất bình thường. Kiếm Khư này sợ Thanh Nhi. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên đi, hắn nhìn Kiếm Khư, cười nói, sau này ngươi đi theo ta, được chứ? Có lẽ cấp bậc của Kiếm Khư này là cổ thần đỉnh cao, vừa khéo phù hợp với hắn bây giờ. Kiếm Khư hơi do dự, sau đó nói, ta có thể từ chối không? Diệp Huyên cười hỏi, tại sao? Kiếm Khư đáp, trông ngươi không giống người tốt. Diệp Huyên đen mặt, ngươi là một thanh kiếm,
chọn chủ nhân còn muốn phân biệt tốt xấu à? Kiếm Khư nói, đương nhiên rồi. Nếu chọn một người không có lương tâm, không đối xử tốt với ta thì phải làm sao? Diệp Huyên cười, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Kiếm Khư nói, vậy ta có thể nói yêu cầu của mình không? Diệp Huyên đáp, ngươi nói ta nghe thử. Kiếm Khư vội nói, ta cần kiếm khí và kiếm ý cường đại bồi dưỡng mỗi ngày, người có đồng ý không? Diệp Huyên cười to, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Kiếm Khư quyết định, vậy ta đi theo người. Diệp Huyên nói, thế bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ là bạn bè. Kiếm Khư phản bác, người là chủ nhân. Diệp Huyên lắc đầu, chúng ta là bạn. Kiếm Khư im lặng một lát rồi hỏi, bạn và chủ nhân có gì khác nhau sao? Diệp Huyên cạn lời. Hắn thật sự thấy vấn đề này rất khó trả lời. Kiếm Khư nói, nếu không khác nhau, vậy ta sẽ gọi người là chủ nhân. Diệp Huyên cười, tùy ngươi. Lúc này, tiểu tháp chợt lên tiếng, tiểu chủ, người cho nó chơi cùng ta và tiểu hồn đi. Diệp Huyên trầm giọng nhắc nhở, tiểu tháp, người đừng dạy hư bọn họ. Tiểu tháp hơi bất mãn, ta là loại tháp đó sao? Diệp Huyên hờ hững đáp, người đúng là loại tháp không đứng đắn đấy. Tiểu tháp. Diệp Huyên không nhiều lời với tiểu tháp nữa, hắn cất Kiếm Khư đi, sau đó nhìn về phía chiếc nhẫn chứa đồ thứ ba. Trong nhẫn chứa đồ thứ ba chỉ có một quyển kiếm kỹ. Thuật ngự kiếm. Chắc chắn Kiếm Khư Tông không chỉ có mỗi kiếm kỹ này, nhưng dù Kiếm Khư Tông có mạnh mẽ đến mức nào, kiếm kỹ của bọn họ cũng không thể bằng thuật rút kiếm và nhất kiếm định sinh tử. Vì thế, hắn không định học những thứ kia. Thuật rút kiếm này rất có lợi với hắn. Bây giờ hắn muốn sáng tạo ra thuật phi kiếm thuộc về mình. Những kiếm kỹ và tâm pháp khác trong Kiếm Khư Tông và những thanh kiếm tốt kia, hắn đều cho Kiếm Tâm Tâm mang về Kiếm Minh. Hắn không thể đơn độc một mình. Nhất định phải bồi dưỡng Kiếm Minh. Một lát sau, Diệp Huyên biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở trong một tinh vực yên tĩnh. Tu luyện thuật phi kiếm. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một thanh kiếm ngưng tụ từ lực lượng thời không đột nhiên xuất hiện, một khắc sau, thanh kiếm kia bay tới nơi cách đó nghìn trượng. Tốc độ. Thứ quan trọng nhất của thanh phi kiếm này chính là tốc độ, hắn muốn tu luyện tốc độ đến mức tối đa. Vào khoảnh khắc sát niệm của hắn xuất hiện, kẻ thù nhất định phải chết. Cứ thế, Diệp Huyên kết hợp ưu điểm của thuật ngự kiếm, không ngừng tăng cường tốc độ phi kiếm của mình. Không có cao nhất, chỉ có cao hơn. Tiểu Động Thiên. Trong nhà trúc bên bờ sông, động chủ của Tiểu Động Thiên đang ngồi trên tảng đá, hai mắt khép hờ, cả người đã hòa thành một thể với thiên địa. Lúc này, một hư ảnh xuất hiện trước mặt ông lão. Hư ảnh cúi người, động chủ, trưởng lão đi tìm Diệp Huyên trước đó bị người của Chiến Các giết chết rồi. Nghe vậy, ông lão nhíu mày, bị người của Chiến Các giết chết. Hư ảnh gật đầu, bị yêu nghiệt Vương Chiến của Chiến Các giết chết. Còn về nguyên nhân, Vương Chiến kia nói vụ trưởng lão sỉ nhục hắn. Trong mắt ông lão có hàn mang lóe lên, Chiến Các này hống hách thật. Muốn giết người của Tiểu Động Thiên ta là giết à? Hư ảnh gật đầu, bọn họ thật sự không tôn trọng Tiểu Động Thiên ta, nhưng ta cảm thấy chuyện này vẫn có gì đó rất lạ. Ông lão lắc đầu, không cần quan tâm, nếu bọn họ đã giết người của chúng ta, vậy đương nhiên chúng ta phải bắt bọn họ đền mạng. Người phái người đi giết một đại thánh nhân của bọn họ cho ta. Hư ảnh hơi do dự, nếu làm thế, có thể sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa hai bên, thậm chí là chiến tranh. Ông lão nhìn hư ảnh, bọn họ còn không sợ, chúng ta cần gì phải sợ. Nếu chúng ta không ăn miếng trả miếng, người đời còn tưởng Tiểu Động Thiên ta sợ Chiến Các nữa đấy. Giết! Hư ảnh suy nghĩ một lúc rồi nói, lỡ như khai chiến. Ông lão lạnh nhạt ngắt lời, vậy thì khai chiến thôi. Nói về thực lực của tông môn, Tiểu Động Thiên không cần phải sợ Chiến Các. Huống hồ, phía sau Tiểu Động Thiên còn có pháp tắc tối cao của vũ trụ mà. Có pháp tắc tối cao của vũ trụ này, Tiểu Động Thiên không cần phải sợ một thế lực nào cả. Hư ảnh xoay người rời đi, lúc này, ông lão lại nói, có tìm thấy tung tích của Diệp Huyên không? Hư ảnh trầm giọng đáp, hắn trốn mất rồi. Cung chủ của Đại Linh Thần Cung cũng nói bọn họ đã đuổi Diệp Huyên khỏi Đại Linh Thần Cung, sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta và hắn.
Ông lão im lặng một lát rồi lại hỏi, cô gái váy trắng kia vẫn không có chút tung tích nào sao? Hư ảnh lắc đầu, vẫn không có. Ông lão lạnh lùng ra lệnh, phát lệnh truy nã vũ trụ, nếu có người biết được tung tích của cô gái này, thưởng 300.000 viên vĩnh sinh thần tinh. Có phần thưởng, chắc chắn sẽ có vô số kỳ nhân dị sĩ tìm nàng ta giúp chúng ta. Hư ảnh gật đầu, được. Dứt lời, gã xoay người rời đi. Ông lão nằm xuống ghế tre, chậm rãi nhắm mắt lại, người động vào tiểu động thiên ta, đuổi cùng giết tận. Chiến các. Chiến các nằm trên một ngọn núi cô độc ở phía bắc tinh vực cổ thần, hôm nay, đột nhiên có một thi thể chậm rãi rơi xuống từ trên bầu trời. Một người đàn ông trung niên nhìn thi thể trước đại điện, lạnh lùng nói tiểu động thiên ra tay rồi. Người này chính là các chủ đương nhiệm của chiến các, Chu Khiếu. Một trưởng lão chiến các đang có mặt trầm giọng nói, tiểu động thiên là đang tuyên chiến với chúng ta. Nét mặt Chu Khiếu không chút cảm xúc, Vương Chiến đâu? Lúc này, Vương Chiến xuất hiện, gã nhìn thi thể dưới đất, lập tức xa sầm mặt, tiểu động thiên ra tay đúng không? Chu Khiếu nhìn Vương Chiến, vì sao ngươi lại giết ông ta? Không phải muốn trách ngươi, ta chỉ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ thôi. Vương Chiến im lặng một lát rồi đáp. Ông ta sỉ nhục ta nên ta bèn ra tay. Về chuyện giết ông ta là vì ông ta quá hống hách, ta nhất thời không kiềm chế được. Không kiềm chế được, mọi người đều hơi cạn lời. Đó là người của tiểu động thiên, cho dù thế nào cũng phải nương tay chứ. Đương nhiên mọi người cũng không trách Vương Chiến. Đùa à! Đây là tương lai của chiến các đấy. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng đột nhiên nói, các chủ. Nếu chúng ta đánh trả thì cũng giống như chính thức khai chiến. Nhưng nếu không đánh trả, chúng ta cũng mất hết thể diện. Chu Khiếu nhìn gã ta, Lý trưởng lão, ý của ngươi là sao? Lý trưởng lão lắc đầu, cứ thế khai chiến cũng không đáng. Càng không có ý nghĩa, vì một khi khai chiến, hai bên đều sẽ bị tổn thất. Nhưng nếu không khai chiến, người đời sẽ cho rằng chiến các ta sợ tiểu động thiên bọn họ. Nói đến đây. Gã ta khẽ mỉm cười, ta có một cách. Đó là để Vương Chiến giao thủ với thiên tài trẻ tuổi của tiểu động thiên, hai bên quyết đấu sinh tử. Quyết đấu sinh tử. Nghe thấy lời này, mọi người đều gật đầu. Cách này rất hay. Nhưng nếu Vương Chiến không thể chiến thắng. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Vương Chiến, gã cười to, trong thế hệ trẻ, Vương Chiến ta không sợ bất cứ một ai. Lúc này. Lý trưởng lão lắc đầu, tiểu tử, ta biết ngươi có thiên phú ngút trời, nhưng tuyệt đối đừng khinh thường yêu nghiệt trong thiên hạ. Không nói đến ai khác, Lý Yêu Dạ, Tiêu Lâm Lang và người kia của Thiên Yêu Quốc đều không thua kém gì ngươi. Cả Diệp Huyên mới xuất hiện đó nữa, người này thật sự không hề đơn giản. Vương Chiến đột nhiên bật cười, Diệp Huyên. Lý trưởng lão gật đầu, ngươi biết hắn sao? Vương Chiến cười nói, trước đây có gặp, nhân phẩm người này không tệ. Nhưng thực lực có hơi yếu. Hắn còn nói sau này muốn thỉnh giáo ta. Lý trưởng lão nhíu mày, hắn đã nói thế. Vương Chiến gật đầu, con người hắn không tệ. Không biết vì sao Đại Linh Thần Cung vẫn luôn nói xấu hắn. Thật khó hiểu. Lý trưởng lão im lặng một lát rồi nói, tóm lại là đừng khinh thường ai cả, biết chưa? Vương Chiến gật đầu, ta hiểu. Chu Khiếu cất lời, chiến đấu với yêu nghiệt và thiên tài của tiểu động thiên không chỉ liên quan đến mặt mũi của chiến các mà còn liên quan đến mạng sống của ngươi nữa, ngươi chắc chắn chưa? Vương Chiến cười ha ha, chắc chắn. Chu Khiếu gật đầu, gửi thư khiêu chiến cho tiểu động thiên. Thư khiêu chiến. Thư khiêu chiến. Một thư khiêu chiến dán chặt nhanh chóng được gửi tới tiểu động thiên. Mà chuyện này cũng nhanh chóng lan truyền khắp tinh vực cổ thần và tiểu động thiên. Hành động này của chiến các cũng giống như công khai khiêu chiến tiểu động thiên. Chắc chắn tiểu động thiên sẽ tiếp chiến. Vì việc này liên quan đến thể diện của bọn họ. Nếu không tiếp chiến thì sẽ rất mất mặt. Tiểu động thiên nhanh chóng đáp lời. Thư tiếp chiến. Hai bên hẹn 3 ngày sau tỷ võ ở tinh vực cổ. Vừa phân cao thấp vừa quyết sinh tử. Trận chiến này hấp dẫn sự quan tâm của vô số người. Ai cũng rối rít chạy tới tinh vực cổ. Mà lúc này, Diệp Huyên vẫn đang tu luyện. Trong tinh không tĩnh mịch có vô số phi kiếm tung hoành. Đều là kiếm thời không mà Diệp Huyên ngưng tụ ra.
Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, những thanh kiếm thời không kia bay hết vào lòng bàn tay hắn. Trong tinh không là tàn ảnh mà phi kiếm để lại. Tốc độ thật sự quá nhanh. Tốc độ phi kiếm của Diệp Huyên bây giờ nhanh đến mức khiến hắn cũng phải kiêng dè. Đặc biệt là dùng để đánh lén, đừng nói những người khác, dù là bản thân hắn cũng khó mà đỡ được. Thuật phi kiếm của hắn đã xem như tiểu thành rồi. Thuật phi kiếm bây giờ, nếu nói về uy lực thì không đáng sợ như rút kiếm định sinh tử, nhưng về tốc độ chắc chắn là vượt xa rút kiếm định sinh tử. Có thể nói, dù là đại thánh nhân cũng khó đỡ được thuật phi kiếm này của hắn. Diệp Huyên cất kiếm thời không đi, hắn nhìn xung quanh, tàn ảnh của những phi kiếm kia vẫn còn. Diệp Huyên cười to, hắn vung tay phải, những tàn ảnh kia lập tức biến mất. Lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên rung động, giọng nói của đạo nhất nhanh chóng vang lên, người đến tinh vực cổ không? Tinh vực cổ. Diệp Huyên lấy kiếm thanh huyên ra, động tâm niệm, lập tức xuất hiện trước mặt đạo nhất đang ở Linh Tú Phong. Thấy Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện, đạo nhất sửng sốt ngươi. Diệp Huyên cười nói, tinh vực cổ mà cô nói khi nãy là sao? Đạo nhất giải thích, ngươi không biết à? Chiến các gửi thư khiêu chiến cho tiểu động thiên rồi. Gửi thư khiêu chiến. Diệp Huyên ngây người, thư khiêu chiến. Đạo nhất gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên im lặng. Hắn không ngờ chiến các và tiểu động thiên thật sự đánh nhau rồi. Đạo nhất lại nói, nhưng không phải toàn diện khai chiến. Chiến các phái ra vương chiến, thế hệ trẻ giữa hai bên sẽ giao thủ với nhau. Quyết đấu sinh tử. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu động thiên phái ai thế? Đạo nhất lắc đầu, tạm thời vẫn chưa biết. Dứt lời, nàng ta im lặng một lát rồi lại nói, lần này giao thủ, cho dù kết cục như thế nào, e rằng hai bên cũng sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Diệp Huyên gật đầu. Chiến các phái vương chiến ra, đây chính là tương lai của chiến các, chắc chắn tiểu động thiên cũng sẽ không phái người tầm thường. Cho dù ai trong hai người này chết, bên kia cũng sẽ không chấp nhận được. Cho nên, hai bên đã hoàn toàn trở mặt rồi. Đạo nhất nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người đang định rời đi thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, lúc nhìn thấy Diệp Huyên, người đàn ông hơi sửng sốt, ngươi là ai? Diệp Huyên cũng nhíu mày, vậy ngươi là ai? Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta là đệ tử nội môn, tên Cát Vân. Đệ tử nội môn. Diệp Huyên nhìn Cát Vân, ngươi có chuyện gì à? Cát Vân nhìn đạo nhất, sau đó híp mắt, ngươi có quan hệ gì với đạo nhất cô nương? Diệp Huyên nắm lấy tay đạo nhất, cười nói, ngươi đoán xem là quan hệ gì? Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Còn Cát Vân thì chợt nổi giận, ngươi đúng là láo xược. Một đệ tử ngoại môn như ngươi sao có thể xứng với đạo nhất cô nương được? Ngươi! Lúc này, Diệp Huynh, sao Huynh lại đến đây? Diệp Huyên quay đầu, nhìn thấy Lý Tu Nhiên bước nhanh tới từ cách đó không xa. Thấy Diệp Huyên, rõ ràng Lý Tu Nhiên rất vui vẻ, hắn ta bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyên, cười chào hỏi, Diệp Huynh, lâu rồi không gặp. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Lý Huynh, hình như Huynh lại mạnh hơn rồi. Lý Tu Nhiên vừa định đáp lời thì Cát Vân đột nhiên run rẩy nói, Diệp ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Cát Vân, cười nói, ta đúng là Diệp Huyên, ngươi có vấn đề gì không? Cát Vân lập tức tái mặt ta. Diệp Huyên nhìn hắn ta, đạo nhất là người phụ nữ của ta, hiểu chứ? Cát Vân vội vàng nói, hiểu, ta hiểu rồi, ta sẽ không xuất hiện trước mặt đạo nhất cô nương nữa. Diệp Huyên cười nói, không cần nghiêm trọng như thế, đừng đến làm phiền nàng là được. Cát Vân run rẩy nói, được được. Dứt lời, hắn ta xoay người bỏ chạy. Diệp Huyên đó. Ai mà chẳng biết Diệp Huyên. Đây là người cả đệ tử chân truyền cũng dám giết. Thật ra hắn ta có biết Diệp Huyên, nhưng chưa từng gặp Diệp Huyên, mà hắn ta cũng không ngờ Diệp Huyên lại đến đây. Không phải nói hắn đã bị đuổi khỏi Đại Linh Thần Cung rồi sao? Trong viện, Diệp Huyên nhìn về phía Lý Tu Nhiên, cười nói, Lý Huynh, Huynh thi vào nội môn rồi sao? Lý Tu Nhiên cười to, ta không thi vào nội môn nữa. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Lý Tu Nhiên cười giải thích, bây giờ đãi ngộ của đệ tử ngoại môn cũng rất cao.
Hơn nữa nội môn vẫn hơi bài xích chúng ta, cho nên không vào cũng được. Diệp Huyên hỏi, là vì ta ư? Lý Tu Nhiên cười nói, thật ra chúng ta còn phải cảm ơn huynh ấy chứ. Vì nếu không nhờ huynh, thần cung vẫn sẽ không coi trọng ngoại môn. Bây giờ đãi ngộ của đệ tử ngoại môn không thua kém gì đệ tử nội môn cả. Diệp Huyên cười nói, không mang lại phiền phức cho các huynh là được rồi. Lý Tu Nhiên hỏi, Diệp Huynh, huynh và đạo nhất cô nương định đến tinh vực cổ sao? Diệp Huyên gật đầu, huynh cũng định đi à? Lý Tu Nhiên cười to, chuyện lớn thế này, đương nhiên ta phải đi xem rồi. Diệp Huyên cười, vậy chúng ta đi cùng nhau đi. Dứt lời, ba người lập tức biến mất. Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển trong tinh không, bên cạnh hắn là đạo nhất và Lý Tu Nhiên. Dù kiếm thanh huyên của hắn có thể truyền tống xuyên tinh vực, nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết vị trí xác thực của tinh vực cổ. Nếu không, không thể nào truyền tống được. Lúc này, đạo nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ta là người phụ nữ của ngươi à? Diệp Huyên chớp mắt, ta sợ hắn đến làm phiền cô mãi thôi. Đạo nhất nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vậy sao? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, đương nhiên, cô biết con người ta rất trong sáng mà. Đạo nhất lắc đầu, trước kia ngươi nói với ta là nhân gian quá khổ. Bây giờ mới thấy rõ ràng chỉ là nói nhảm, ta cảm thấy ngươi nên khổ một chút. Diệp Huyên. Đạo nhất lại nói, tốc độ nâng cao thực lực của ngươi quá đáng sợ. Trước đây nàng ta có thể áp đảo Diệp Huyên, nhưng bây giờ, Diệp Huyên đã có thể áp đảo nàng ta rồi. Mà mới trôi qua có bao lâu chứ? Tốc độ tu luyện của tên này quá khác người. Diệp Huyên cười nói, ta chưa từng quên đi cuộc sống trước đây. Lúc đầu hắn khó khăn đến mức nào? Mẹ nó! Nhắc tới đều là nước mắt. Kẻ thù luôn không phải người bình thường, đều mạnh hơn hắn mấy cấp bậc. Sao mà đánh lại? Hoàn toàn không thể chống lại. Khi đó không phải vì hắn quá yếu, mà là kẻ thù của hắn quá mạnh. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, tiếp theo ngươi có dự định gì không? Dự định. Diệp Huyên cười đáp, trở nên mạnh mẽ. Đạo nhất lại hỏi, mạnh đến mức nào? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, mạnh hơn Thanh Nhi và phụ thân. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, người đang nghiêm túc à? Diệp Huyên cười, chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ. Hắn biết nếu hắn không trở nên mạnh hơn phụ thân và Thanh Nhi, hắn sẽ không thể ngăn cản cuộc tỉ thí giữa hai người họ. Đạo nhất nhẹ giọng cổ vũ cố lên. Diệp Huyên đáp, ta sẽ cố gắng. Nửa canh giờ sau, ba người đi tới tinh vực cổ. Tinh vực cổ là một tinh vực hoang vu, nhưng nơi này vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Tinh vực này vẫn có sinh mệnh, nhưng đều chỉ là một vài tán tu. Cổ thành. Khi ba người đi tới trước cổ thành, Diệp Huyên nhìn tòa thành trước mặt. Tòa thành rất lâu đời, còn hơi cũ nát, nhưng nhìn từ kích thước, có thể thấy trước đây nơi này cũng từng rất thịnh vượng. Lý Tu Nhiên chợt cất lời, đông người quá. Diệp Huyên nhìn vào trong thành đúng là có rất nhiều người. Ba người muốn đi vào thì lúc này, một bóng người đột nhiên đáp xuống từ trên không trung. Bịch! Bóng người đó rơi thẳng xuống trước mặt ba người Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn bóng người trong hố kia, khi thấy người đó, hắn ngây người. Hắn biết người này là lão Lý mà hắn gặp khi mới đến tinh vực cổ thần. Đối phương còn định lừa hắn nữa. Lúc này, lại có một thanh niên xuất hiện. Thanh niên nhìn ba người Diệp Huyên, không nói gì. Lão Lý trong hố bỏ dậy. Khi thấy Diệp Huyên, lão Lý ngây người, sau đó cất lời, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn lão Lý, không phải ta đã bảo ông dừng tay rồi sao? Lão Lý cười khổ, tu luyện cần tài nguyên mà, ta, hầy. Diệp Huyên cũng lắc đầu thở dài, ông, đáng đời lắm. Lão Lý càng cười khổ sở hơn, nếu ta không thể nâng cao năng lực, thì ta sẽ ngày càng già yếu, khiến Diệp thiếu phải chê cười rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh niên kia, không biết huynh đài xưng hô thế nào. Thanh niên nhìn Diệp Huyên, người muốn cứu ông ta à? Diệp Huyên định đáp lời thì chợt nghĩ đến điều gì, hắn lắc đầu, không có. Sau đó, hắn nhìn Đạo Nhất và Lý Tu Nhiên, chúng ta đi thôi. Đạo Nhất gật đầu. Ba người đi vào trong thành. Sắc mặt lão Lý lập tức tái nhợt, Diệp thiếu.
Diệp Huyên dừng bước, hắn nhìn Lão Lý. Lão Lý, nếu ông chỉ lừa người ta để kiếm chút tiền thì ta còn sẽ cứu. Nhưng ông không phải, ông không chỉ lừa người khác mà còn muốn giết người nữa. Mấy năm nay, có không ít người chết trong tay ông đúng không? Lão Lý vội nói, ta sẽ cải tà quy chính. Diệp Huyên lắc đầu, lúc trước ta không giết ông là muốn cho ông cơ hội cải tà quy chính. Nhưng ông không nghe, nếu ta cứu một người xấu, thì sau này sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết. Dứt lời, hắn kéo Đạo Nhất đi vào thành. Sắc mặt Lão Lý xám như tro tàn, nằm tê liệt dưới đất. Khi gặp Diệp Huyên, ông ta từ tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, mà bây giờ, hy vọng này lại biến thành tuyệt vọng. Thanh niên nhìn Lão Lý, sau đó vung tay. Oanh! Lão Lý lập tức bị giết chết. Mà Diệp Huyên đang ở trong thành đột nhiên dừng lại, kiếm Thanh Huyên trong người hắn khẽ rung, khí thế kiếm đạo vô thức tản ra. Kiếm đạo lột xác. Diệp Huyên sửng sốt. Tâm. Kiếm tu chú trọng tu tâm, nhưng tu tâm cũng không phải chuyện đơn giản. Tuân theo bản tâm. Diệp Huyên vẫn luôn tuân theo bản tâm. Vì nếu làm theo bản tâm là sai thì còn cần làm theo sao? Lúc đầu hắn đúng là muốn cứu Lão Lý. Vì hắn cảm thấy hắn có quen biết ông ta, cho nên muốn cứu ông ta. Nhưng sau khi nghĩ lại, Lão Lý đã làm những chuyện gì? Là giết người cướp của. Nếu cứu loại người đó, thì sau này sẽ có càng nhiều người vô tội chết thảm hơn. Vừa phải tuân theo bản tâm, lại vừa phải hàng phục bản tâm. Vì rất nhiều lúc, bản tâm cũng sẽ muốn làm chuyện xấu. Có thể tự tin, nhưng không thể tự cao. Trước cổng thành, khí thế kiếm đạo trên người Diệp Huyên càng ngày càng mạnh, mà phản ứng của kiếm Thanh Huyên trong người hắn cũng ngày càng dữ dội. Không chỉ là lột xác về kiếm đạo, mà còn lột xác cả tâm. Lúc này, Diệp Huyên mở mắt, hắn mở lòng bàn tay, khí thế kiếm đạo lập tức trở về trong lòng bàn tay hắn. Đạo Nhất ở bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, đột phá à? Diệp Huyên gật đầu, kiếm đạo đột phá. Kiếm đạo đột phá. Hắn không biết bây giờ mình đang là cấp bậc gì, nhưng hắn biết lúc này mình mạnh hơn trước đó rất nhiều. Tiểu Tháp đột nhiên lên tiếng, tiểu chủ, bây giờ người có thể xem là một kiếm tu chân chính rồi. Diệp Huyên cười hỏi, kiếm tu chân chính. Tiểu Tháp nói, chủ nhân nói, thật ra muốn tuân theo bản tâm cũng không khó, khó ở chỗ thuần phục bản tâm. Một kiếm tu, làm theo ý mình không khó, khó ở chỗ phải kiểm soát mình. Sở dĩ người có thể làm người là vì người có thể ràng buộc bản thân, trong lòng có tiêu chuẩn thiện ác. Thiện là thiện, ác là ác. Diệp Huyên đột nhiên nói, không đúng. Tiểu Tháp hỏi, sao lại không đúng? Diệp Huyên trầm giọng nói, hình như Thanh Nhi muốn làm gì thì làm mà. Tiểu Tháp im lặng một lát rồi nói, tiểu chủ, người có thể đừng so sánh mình với nàng không? Tự mình biết mình khó lắm sao? Diệp Huyên. Tiểu Tháp nói tiếp, có lẽ cảnh giới kiếm đạo của tiểu chủ bây giờ là hàng cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, hàng cảnh. Tiểu Tháp gật đầu, đúng thế. Nghe theo nội tâm, biết rõ nội tâm, hàng phục nội tâm. Bây giờ tiểu chủ đã hàng phục nội tâm. Nếu nói theo cảnh giới bình thường, bây giờ người có thể tương đương với đại thánh nhân. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nói cách khác, bây giờ ta có thể xem là đại thánh nhân rồi. Tiểu Tháp đáp, có thể nói như thế. Hơn nữa sau khi hàng phục nội tâm, uy lực kiếm kỹ của tiểu chủ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Rút kiếm định sinh tử và thuật phi kiếm của người bây giờ đã mạnh hơn trước rồi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Uy lực của rút kiếm định sinh tử của hắn bây giờ mạnh hơn trước đây ít nhất là 4 phần, tốc độ phi kiếm cũng thế. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, rất nhiều lúc, tu luyện vất vả không bằng lĩnh ngộ. Mà hắn không ngờ rằng một hành động nhỏ của mình lại giúp mình đột phá tâm cảnh. Nhưng điều này cũng khiến hắn hiểu rằng, tuân theo bản tâm không có nghĩa là có thể làm bậy. Hàng phục nội tâm. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiểu tháp, người biết trên hàng cảnh là cảnh giới gì không? Tiểu tháp trả lời, không biết. Diệp Huyên chớp mắt, không biết. Tiểu tháp bất đắc dĩ nói, tiểu chủ, ta chỉ là một cái tháp mà thôi. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật, mẹ kiếp, bây giờ ngươi mới biết ngươi chỉ là một cái tháp thôi à? Lúc này, Đạo Nhất chợt cất lời, chúng ta đi vào thôi.
Diệp Huyên không nói chuyện với Tiểu Tháp nữa, gật đầu. Trên đường đi, ba người Diệp Huyên không ngừng quan sát xung quanh. Không thể không nói, tòa thành này thật sự vô cùng đổ nát, khắp nơi đều hoang tàn, hơn nữa còn có mùi mục nát. Không biết tòa thành này đã bị cái gì tàn phá mới trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay. Sau phồn hoa chính là suy vong. Lúc này, Lý Tu Nhiên chợt nói, theo sử cổ ghi lại, trước đây tinh vực cổ này từng rất thịnh vượng, còn phồn hoa hơn cả tinh vực cổ thần, nhưng không biết vì sao sau đó lại suy tàn thế này. Diệp Huyên gật đầu, có thể nhìn ra trước đây chắc chắn tòa thành này vô cùng phồn hoa. Lý Tu Nhiên lại nói, bây giờ, nơi này đã trở thành khu ổ chuột rồi. Diệp Huyên nhíu mày, khu ổ chuột. Lý Tu Nhiên gật đầu, tuy linh khí ở nơi này chưa hoàn toàn cạn kiệt, nhưng đã không thích hợp để tu luyện nữa. Những người ở đây đều có tu vi cảnh giới rất thấp, hơn nữa tuổi thọ cũng không quá dài. Vì linh khí ở đây đang dần khô cạn, không khí cũng đã bị ô nhiễm. Diệp Huyên cảm nhận xung quanh, linh khí của nơi này thật sự ít ỏi đến mức đáng thương, trong không khí còn xen lẫn một vài thứ không tốt. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chợt hỏi, nơi này không phải tinh vực chết, bọn họ sắp xếp buổi tỷ võ ở đây sẽ có ảnh hưởng đến nó không? Lý Tu Nhiên lắc đầu, không ai để tâm đến chuyện này cả. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, một cô bé đeo gùi chạy đến trước mặt ba người. Cô bé mặc áo hoa nhí và quần bông, trên áo quần chắp vá khắp nơi, hơn nữa rõ ràng không vừa người cô bé, quần áo quá nhỏ, trông rất không cân đối. Cô bé thắt hai cái đuôi sam, trên gò má nhỏ nhắn đầy nước bùn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt trong veo. Dưới chân cô bé là một đôi giày bện bằng cỏ, cũng rất nhỏ, ngón cái của cô bé đã chọc thủng mũi giày rồi. Trong lúc chạy, hai ngón chân cái của cô bé đều cong lại, vì chỉ cần không cẩn thận, ngón chân sẽ tiếp xúc với mặt đất. Cô bé nhìn ba người Diệp Huyên, cung kính cúi chào, ba vị tiên nhân, ba người đến để xem tỷ võ sao. Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Cô bé vội nói, hai ngày sau tỷ võ mới bắt đầu. Khoảng thời gian này chắc ba người cũng cần một chỗ dừng chân. Có muốn đến nhà ta không? Tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, chỉ cần một viên linh thạch hạ phẩm là được. Diệp Huyên nhìn cái gùi sau lưng cô bé, bên trong đang chứa một ít dược thảo. Cô bé lại nói, ba vị tiên nhân, nhà ta chẳng những sạch sẽ mà còn rất yên tĩnh, chắc chắn sẽ không có ai làm phiền đến ba vị. Diệp Huyên cười hỏi lại, chỉ cần một viên linh thạch hạ phẩm thôi sao? Cô bé vội vàng gật đầu. Diệp Huyên cười, được, vậy chúng ta sẽ đến nhà muội. Nghe vậy, cô bé vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói, ba vị tiên nhân, ba vị đi theo ta. Sau đó, cô bé xoay người rời đi. Diệp Huyên cười khẽ, cùng Đạo Nhất và Lý Tu Nhiên đi theo cô bé. Ba người nhanh chóng đi tới một căn nhà nhỏ. Không thể không nói nơi này thật sự rất nhỏ, chỉ có 3 căn phòng, hơn nữa còn rất cũ kỹ. Nhưng đúng là rất sạch sẽ. Sau khi đi vào trạch viện, cô bé chỉ vào một tiểu viện, ba vị tiên nhân, ba vị ở bên này, nếu có cần gì cứ dặn dò ta, ta tên Tiểu An, sẵn sàng phục vụ ba vị bất cứ lúc nào. Diệp Huyên đáp, được. Tiểu An cúi chào, vậy ta không làm phiền ba vị nữa. Sau đó... Cô bé xoay người đi về phía một gian phòng nhỏ bên phải. Lúc này, Lý Tu Nhiên chợt nói, Diệp Huynh, Đạo Nhất cô nương, hai người nghỉ ngơi ở đây đi, ta vào thành nghe ngóng một lát. Vì e rằng lần này có không ít người đến, ta phải tìm hiểu tình hình đã. Diệp Huyên cười đáp, được. Lý Tu Nhiên xoay người rời đi. Đạo Nhất chợt nói, người cảm thấy vương chiến và thiên tài của Tiểu Động Thiên, ai sẽ chiến thắng? Diệp Huyên lắc đầu, khó mà nói được, vì nếu Tiểu Động Thiên đã dám ứng chiến thì chắc chắn sẽ không phái ra người bình thường. Đạo Nhất gật đầu, cũng đúng. Diệp Huyên đang định đáp lời thì lúc này, trong căn phòng bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ, Tiểu An. Ngươi chết ở đâu rồi? Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, hắn chậm rãi đi tới trước căn phòng kia, trong phòng có một thanh niên đang nằm, sắc mặt hắn ta tái nhợt, trông rất yếu ớt. Còn Tiểu An thì đang thổi lửa nấu cơm ở một bên. Nhìn thấy hai người Diệp Huyên, Tiểu An vội vàng đứng lên chạy đến trước mặt hai người, run rẩy nói, làm phiền đến hai vị tiên nhân rồi sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không có. Dứt lời,
hắn nhìn về phía thanh niên trên giường, hắn là. Ta nhẹ giọng đáp, là ca ca của ta. Diệp Huyên nhìn thanh niên, trông hắn rất yếu ớt. Tiểu An cúi đầu, hắn hút thuốc phiện. Thuốc phiện. Diệp Huyên nhíu mày, đương nhiên hắn biết thuốc phiện là cái gì. Đó là một thứ hại người, đặc biệt là với người bình thường, có thể xem như thuốc độc mãn tính. Lúc này, thanh niên kia đột nhiên gào thét, vẫn chưa nấu cơm xong à? Có phải ngươi muốn chết không hả? Nghe vậy, Diệp Huyên và Đạo Nhất đều nhíu mày. Tiểu An vội nói, sắp xong rồi. Đáp xong, cô bé vội chạy đến trước bếp bận rộn, nhanh chóng bưng một bát cháo trắng đến trước mặt thanh niên, ca ca, coi chừng nóng. Thanh niên nhìn bát cháo trắng kia, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn ta hất đổ bát cháo, gào to, ngươi bảo ta ăn cái này á? Thịt đâu, thịt đâu? Tiểu An nhẹ giọng nói, hôm nay vẫn chưa bán được thảo dược. Đồ vô dụng. Thanh niên hét to, người đúng là đồ vô dụng đáng chết. Tiểu An cúi đầu, ca ca. Thanh niên tức giận nhìn cô bé, còn không chịu đi bán thảo dược đi. Cút. Tiểu An cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi. Thanh niên tiếp tục gào thét, lại khóc, chỉ biết khóc, cái đồ vô dụng này, đợi ta khỏi bệnh rồi, ta sẽ bán ngươi đi. Lúc này, Đạo Nhất đi tới bên cạnh Tiểu An, nàng ta dịu dàng xoa đầu Tiểu An, đừng khóc. Tiểu An khẽ run rẩy, xin lỗi, tiểu nhân làm ồn mọi người rồi. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, không có. Sau đó, nàng ta nắm tay Tiểu An, ta dẫn muội đi mua thịt. Tiểu An vội vàng lắc đầu, ta không có tiền. Đạo Nhất cười, ta có. Dứt lời, nàng ta kéo Tiểu An ra ngoài. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thanh niên trên giường, sau đó cũng đi ra ngoài theo. Đi tới bên ngoài, Diệp Huyên cười hỏi, Tiểu An, ca ca của muội đối xử với muội như thế, sao muội còn muốn chăm sóc hắn? Tiểu An im lặng một lúc rồi đáp, ta chỉ còn mỗi huynh ấy là người thân thôi. Diệp Huyên và Đạo Nhất đều im lặng, trong nhà, thanh niên kia vẫn còn đang gào thét, tiện nhân vô dụng, vô dụng. Diệp Huyên nhìn gã thanh niên còn đang không ngừng kêu gào trong nhà, ánh mắt dần lạnh xuống. Bệnh của người này đã đến thời kỳ cuối, thân thể đã hư thối toàn bộ. Nếu không có Tiểu An chăm sóc, e rằng đã sớm đi đời nhà ma. Tiểu An tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Đạo Nhất cười, muội muốn chúng ta cứu ca ca của muội. Tiểu An khẽ rũ đầu, ta không dám. Đạo Nhất nhìn sang Diệp Huyên. Thấy hắn cười, chúng ta cứu gã về rồi, chưa chắc gì gã sẽ đối xử tốt với muội. Tiểu An nhìn vào bên trong căn nhà, thì thào, nhưng ta vẫn muốn huynh ấy được sống. Diệp Huyên, chúng ta có thể cứu gã. Tiểu An quay phát lại nhìn hắn rồi lập tức quỳ xuống, run rẩy gọi tiên nhân. Diệp Huyên đỡ cô bé dậy, nhưng có một điều kiện. Tiểu An vội vàng đáp, ta bằng lòng, điều kiện gì cũng được. Diệp Huyên, chúng ta có thể cứu gã, nhưng muội phải đi theo chúng ta. Tiểu An tròn mắt, ta, đi với hai vị. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Hai tay Tiểu An siết lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, tiên nhân muốn dẫn ta đi sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tiểu An run rẩy, nhưng ta không có thiên phú gì cả. Sở dĩ cô bé khó tin như vậy là vì tuy đôi khi sẽ có tiên nhân đến đây đưa một số người đi, nhưng đó đều là những người có thiên phú rất cao. Được đưa đi đồng nghĩa với thay đổi số mệnh. Bản thân cô bé lại không dám có suy nghĩ này. Diệp Huyên vươn tay xoa đầu cô bé, không cần thiên phú. Muội theo ta sắp xếp nơi ăn trốn ở cho muội. Tiểu An lập tức dập đầu, cảm ơn tiên nhân, cảm ơn. Diệp Huyên lại đỡ cô bé dậy, nhưng chúng ta sẽ không mang ca ca của muội theo cùng. Tiểu An thì thầm, tiên nhân để mạng lại cho huynh ấy là tốt lắm rồi. Diệp Huyên nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó hắn lắc đầu cười, lại xoa đầu cô bé tiểu nha đầu thông minh. Cô bé này đã nhận ra hắn có sát ý với gã thanh niên kia. Không đơn giản. Diệp Huyên đi vào nhà, Tiểu An chần chừ muốn đi theo. Cuối cùng vẫn quyết định đứng bên ngoài. Cô bé không xin Diệp Huyên đưa ca ca theo cùng, bởi cô bé biết mình không có tư cách đó. Chỉ một chốc sau, Diệp Huyên bước ra, Tiểu An lo âu nhìn hắn. Diệp Huyên cười, hắn đã khỏe rồi.
thấy Tiểu An lại muốn quỳ xuống, hắn vươn tay ra ngăn cản. Diệp Huyên nói, về sau không cần quỳ trước chúng ta nữa. Tỷ tỷ này tên Đạo Nhất, ta là Diệp Huyên, muội có thể gọi nàng ấy là Đạo Nhất tỷ tỷ, gọi ta là Diệp Huyên ca ca, nhớ chưa? Tiểu An do dự rồi gật đầu, dạ, Diệp Huyên ca ca. Diệp Huyên cười, vậy chúng ta đi thôi. Tiểu An mở lớn mắt, đi ngay ạ. Diệp Huyên, hay muội muốn từ biệt ca ca mình? Tiểu An nghe vậy thì im lặng, một hồi sau nhìn vào trong nhà, thì thầm ca ca, sau này muội không thể chăm sóc huynh được nữa, huynh hãy tự bảo trọng. Cô bé muốn nắm tay Diệp Huyên nhưng rồi thu về theo bản năng. Diệp Huyên bèn chộp lấy tay cô bé, cười nói, đi nào. Hắn dẫn Tiểu An đi về phương xa. Bỗng dưng hắn chợt nhíu mày, mở tay Tiểu An ra rồi nhìn xuống. Trong lòng bàn tay cô bé là một ấn ký hình hoa sen màu đen. Diệp Huyên quan sát nó một hồi, hỏi, đây là gì? Tiểu An lắc đầu, muội không biết, họ nói đây là vết bớt. Diệp Huyên vươn tay khẽ vuốt ve ấn ký đó, nào ngờ lại có dị biến xảy ra. Hắn bất thình lình bốc cháy, ngọn lửa chỉ mất một khắc đã lan tràn toàn thân. Diệp Huyên biết thành một hỏa nhân. Huyết mạch chi lực trong người hắn bất ngờ bùng nổ. Nó gắng gượng đẩy ngọn lửa kia ra khỏi cơ thể Diệp Huyên. Ngọn lửa thế mà lại trở về trong tay Tiểu An. Mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán Diệp Huyên. Suýt nữa thôi hắn đã bị thiêu thành cho rồi. Nếu không có huyết mạch chi lực thì chắc chắn đã toi mạng. Ngay cả ý thức cũng sẽ bị tiêu diệt. Sắc mặt Tiểu An trắng bệch như tờ giấy, khiếp vía thốt lên, Diệp Huyên ca ca. Muội. Diệp Huyên mỉm cười, ta không sao. Hắn nhìn ấn ký màu đen trong tay Tiểu An. Mẹ nó. Cô bé này không phải người thường. Đạo Nhất đi kế bên lắc đầu nói, ngươi chắc chắn là một tên biến thái. Diệp Huyên, là sao? Đạo Nhất, ta vừa nhận ra mấy muội muội của ngươi, cho dù không phải ruột thịt, đều chẳng phải người thường gì. Diệp Huyên. Hắn cũng cạn lời lắm chứ. Tiểu An tuyệt đối không phải người thường. Nhưng sao có thể trùng hợp đến vậy? Hắn chỉ tùy tiện nhận muội muội thôi, làm sao mà cũng bất thường đến thế? Hay là siêng đi nhận muội muội hơn nhỉ? Đạo Nhất bỗng ngồi xổm xuống, cầm tay Tiểu An lên ngắm nghía. Ấn ký hoa sen đen kia đã trở lại bình thường, không có khí tức gì. Đạo Nhất, thứ này không đơn giản. Diệp Huyên gật đầu. Lấy sức mạnh của hắn bây giờ, đã rất khó có thể bị thương bởi bất kỳ thứ gì, vậy mà ấn ký này ban nãy suýt nữa đã giết hắn. Biến thái kinh khủng. Bây giờ nghĩ lại còn sợ. Đạo Nhất, người định làm thế nào? Diệp Huyên nhếch mép, còn có thể làm gì ngoài đưa cô bé đi theo? Đợi khi nào có cơ hội gặp Thanh Nhi thì nhờ muội ấy nhìn thử xem sao. Thân thế Tiểu An chắc chắn không hề đơn giản. Đạo Nhất ngẫm nghĩ rồi gật đầu, chỉ có thể làm vậy. Tiểu An thì thào cất tiếng, Diệp Huyên ca ca, vẫn muốn đưa muội đi sao? Diệp Huyên bật cười, dĩ nhiên rồi, biết đâu sau này muội còn bảo vệ ta ấy chứ. Tiểu An tròn xoe mắt, không hiểu gì cả. Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Sau đó hắn đi vòng sang bên kia, dắt tay trái Tiểu An. Hắn không dám cầm tay phải cô bé nữa, bởi vẫn mang lòng kiêng kỵ trước ngọn lửa đó. Bọn họ rời khỏi nơi này. Trên đường đi, Tiểu An không ngừng giới thiệu cho hai người kia biết về cổ tinh thành. Nơi này cũng có một vài thế lực. Một trong số ấy là Thiên Môn, thế lực mạnh nhất trong thành. Theo lời Tiểu An thì trong đó có rất nhiều người biết bay. Nhưng khi Chiến Các và Tiểu Động Thiên sắp xếp vị trí cho sàn tỉ thí, những thế lực này đã cấp tốc dọn đi nơi khác. Hiển nhiên là sợ bị ảnh hưởng. Phải biết rằng một khi những cường giả bực này giao thủ, nếu không có tông môn lớn mạnh hỗ trợ bảo vệ thì e rằng toàn bộ cổ tinh thành sẽ bị hủy trong nháy mắt. Nhưng người trong thành lại không hay biết điều này, như Tiểu An chẳng hạn. Cô bé đến bây giờ vẫn không biết tỉ thí nghĩa là gì. Đúng lúc này, Lý Tu Nhiên xuất hiện trước mặt họ. Diệp Huyên cười hỏi, đã tìm hiểu được Tiểu Động Thiên sẽ phái ai ra chưa? Lý Tu Nhiên lắc đầu, chưa được, quá bí ẩn. Diệp Huyên cau mày, Tiểu Động Thiên có thiên tài yêu nghiệt nổi tiếng nào không? Lý Tu Nhiên, có một ít,
nhưng đều kém Vương Chiến rất xa. E rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Diệp Huyên, Chiến Các thì sao? Đã đến chưa? Lý Tu Nhiên gật đầu, đến rồi, đang ở phía Bắc. Diệp Huyên, còn Tiểu Động Thiên. Lý Tu Nhiên, cũng đã đến, đang ở phía Nam, nhưng chúng ta không thể tiếp cận. Diệp Huyên liếc nhìn về phương Nam, cười nói, xem ra người đại diện Tiểu Động Thiên giao chiến với Vương Chiến này không đơn giản. Lý Tu Nhiên gật đầu, tình hình Chiến Các có phần bất lợi, bởi Tiểu Động Thiên đã biết họ sẽ phái Vương Chiến ra, nhưng họ lại không biết người bên Tiểu Động Thiên là ai. Diệp Huyên, lần này Tiểu Động Thiên có bao nhiêu người đến? Lý Tu Nhiên, tầm mười mấy người, trong đó có ba đại thánh nhân. Ba đại thánh nhân. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, có sát ý lóe lên nơi đáy mắt. Ha ha ha. Bỗng có tiếng cười vang lên từ chân trời. Mọi người nghe tiếng quay lại, chỉ thấy nơi đó là một người đàn ông đang đứng, tản ra từng đợt uy áp khổng lồ. Vương Chiến. Gã nhìn về phương Nam, lớn tiếng cười, Tiểu Động Thiên, ta không nhẫn nhịn được nữa. Chỉ bằng quyết chiến ngay hôm nay. Lý Tu Nhiên cười, quả nhiên là người nóng tính. Diệp Huyên nhìn về sau, Tiểu Động Thiên liệu có ứng chiến không? Lý Tu Nhiên, bị làm phiền ầm ĩ như vậy, hẳn là sẽ có. Lúc này, một lão già bỗng xuất hiện ở đối diện Vương Chiến, lạnh nhạt nói, đã hẹn ngày mai giao chiến thì ngày mai sẽ giao chiến. Người vội vàng làm gì? Vương Chiến cười to, đã đến cả rồi thì cần gì phải đợi ngày mai? Quyết chiến đến cùng ngay bây giờ đi. Lão già, được thôi. Lão quay đầu lại, thấy một người đàn ông đang đi đến. Người này mặc trường bào màu xám giản dị, tóc buộc sau gáy, tay nắm một thanh đao trong vỏ. Diệp Huyên quay sang nhìn Lý Tu Nhiên, nhưng hắn ta lắc đầu, chưa gặp bao giờ. Diệp Huyên lại nhìn người đàn ông, chân mày khẽ nhíu. Hắn không cảm nhận được khí tức tồn tại của người này. Kỳ quặc! Đạo nhất thì thầm, tên này không đơn giản. Diệp Huyên gật đầu. Hắn cảm nhận được khí tức của Vương Chiến, nhưng người này thì không. Bỗng nhiên lại nghe lão thánh nhân bên Tiểu Động Thiên nói, trước tiên để Tiểu Động Thiên chúng ta giải quyết một việc. Lão nhìn xuống Diệp Huyên, bọn ta phải giết kẻ này. Hắn. Ngón cái Diệp Huyên nhẹ nhàng búng ra. Xoẹt. Đầu của lão già bay ra ngoài. Những người khác sững sờ. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, giết ta. Hắn lắc đầu, gọi tổ tiên Tiểu Động Thiên các ngươi đến đây. Các ngươi gọi tổ tiên đi. Mọi người. Xiết trong nháy mắt. Những người khác có mặt đều ngây ra như phỗng. Lão già kia là thánh nhân cơ mà. Tuy chỉ mới là tiểu thánh nhân nhưng cũng là thánh nhân. Vậy mà bị giết dễ dàng như vậy. Mấu chốt nằm ở chỗ rất nhiều người đều không nhìn ra lão ta chết như thế nào. Kiếm quá nhanh. Người đàn ông bên Tiểu Động Thiên đứng ở chân trời kia nhìn Diệp Huyên, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Chiến cũng nhìn Diệp Huyên, cảm thấy có chút đáng sợ. Đường kiếm vừa rồi của hắn quá nhanh, nhanh đến mức gần như có thể uy hiếp được gã. Tên này không đơn giản. Bên dưới, Diệp Huyên mỉm cười nói với Vương Chiến, Vương Huynh, lại gặp nhau rồi. Vương Chiến, kiếm của Diệp Huyên nhanh thật đấy. Diệp Huyên lắc đầu cười. Không phải kiếm nhanh, mà là thánh nhân Tiểu Động Thiên này quá gà. Những lời này khiến sắc mặt người của Tiểu Động Thiên tại đây trở nên khó coi. Người này đang hạ nhục Tiểu Động Thiên. Một người đàn ông lặng lẽ lên tiếng, hắn đã mạnh hơn trước kia. Chính là cung chủ Đại Linh Thần Cung, Lâm Giang. Đứng bên ông ta là điện chủ chấp pháp điện, Diêm Hy. Diêm Hy nhìn Diệp Huyên với vẻ kiêng kỵ, mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ trong đường kiếm vừa rồi của Diệp Huyên khiến ông ta cũng phải e ngại. Lâm Giang, mối thù giữa hắn và Tiểu Động Thiên ngày càng lớn. Diêm Hy, nhưng hắn lại không để bụng, xem ra lai lịch quả thật không đơn giản. Lâm Giang lạnh nhạt nói, mỏi mắt mong chờ. Đúng lúc này, có một lão già tóc trắng xóa xuất hiện cách Diệp Huyên không xa. Lão ta vừa hiện ra, không gian bốn phía đã run lên từng chập rồi dần mờ đi. Đại Thánh Nhân, lão già, Diệp Huyên, ngươi cho rằng người sau lưng ngươi có thể bảo vệ ngươi sao? Diệp Huyên chỉ cười, ta tưởng hôm nay các ngươi định tỉ thí chứ?
hay là đánh trước đi, xong rồi hãy tính toán nợ nần giữa chúng ta. Vương Chiến cười phá lên, Diệp Huyên nói chí phải. Gã nhìn lão già, lão kia, tỉ thí trước đi. Lão già tóc trắng lạnh lùng nói, người đã nóng lòng muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Đoạn lão nói với người thanh niên bên kia, Tư Đồ, giết hắn. Hắn ta chậm rãi đi về phía Vương Chiến, tay trái đặt lên chuôi đao. Giọng các chủ Chu Khiếu vang lên trong đầu Vương Chiến, không được khinh địch. Vương Chiến chỉ cười to, đến đây. Dứt lời, gã đã tung người nhảy lên, nện cú đấm về phía người thanh niên. Quỳnh! Cú đấm như tiếng sấm nổ tung trường, khiến toàn bộ cổ tinh thành bắt đầu nứt toác. Vô số người trong thành khiếp sợ. Tiểu An đứng bên cạnh Diệp Huyên, sắc mặt thoát cái trắng bệch, vội vàng nhìn về bên phải. Diệp Huyên xoa đầu cô bé, ca ca của muội không sao. Tiểu An siết chặt tay hắn, run rẩy nói, Diệp Huyên ca ca. Đáng sợ quá, Diệp Huyên nhìn về phía chân trời. Cú đấm của Vương Chiến có thể nói đã vượt quá tầm nhận biết của người trong tinh vực này. Vậy mà người tên Tư Đồ phải đối diện với nó kia lại bình tĩnh đến lạ thường. Khi nắm đấm của Vương Chiến lao tới sát mặt, hắn ta mới bước lên trước một bước, rút đao chém ra. Nhanh như điện xẹt. Trong mắt mọi người, đao quang bùng nổ, Vương Chiến nhoáng cái đã thối lui hơn nghìn trượng. Diệp Huyên thấy vậy thì cau mày. Đao của người tên Tư Đồ này đã đạt đến hàng cảnh. Không chỉ vậy mà hắn ta còn là đại thánh nhân cảnh. Lúc này, các chủ chiến các Chu Khiếu xuất hiện ở chân trời. Theo sát sau đó, lão già tóc trắng của Tiểu Động Thiên cũng hiện ra. Chu Khiếu trừng trừng nhìn Tư Đồ, sắc mặt âm trầm. Lão tóc trắng lạnh nhạt nói, gì đây? Chỉ mới giao thủ một lần mà chiến các ngươi đã muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Chu Khiếu đang muốn mở miệng thì nghe Vương Chiến nói, các chủ, ta không sao. Chu Khiếu, kẻ này không đơn giản. Vương Chiến cười, thì đã sao? Trong thế hệ trẻ này, Vương Chiến ta không sợ ai cả. Nói xong, gã đã biến mất. Một cái bóng mờ lao thẳng về phía Tư Đồ. Chỉ trong nháy mắt, không gian trước mặt hắn ta bốc cháy. Tư Đồ chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Khi Vương Chiến chỉ còn cách tầm một trượng, hắn ta rút đao. Xoẹt. Đao quang nổ tung. Vương Chiến lại lùi đi mấy nghìn trượng. Gã đã bị áp chế. Thấy vậy, sắc mặt Chu Khiếu trầm hẳn xuống. Hai lần liên tục, Vương Chiến đều bị áp chế. Ông ta bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu Vương Chiến tử trận ở đây, chiến các sẽ gặp phải tổn thất nặng nề. Lão già tóc trắng bên Tiểu Động Thiên cười khẩy, mỉa mai, chẳng lẽ Chu các chủ không tin tưởng thiên tài nhà mình. Sắc mặt Chu Khiếu càng đen thêm. Nào ngờ lại nghe giọng Vương Chiến cười gằn vang lên, vẫn chưa kết thúc. Gã bay vút lên trời, để quyền thế khổng lồ cuộn cuộn tuôn ra từ trong cơ thể để ập xuống Tư Đồ như cơn sóng thần nghiền nát tất cả. Nhưng Tư Đồ vẫn không suy xuyển. Khi quyền thế của Vương Chiến chỉ còn cách mấy trượng, đã có đao thế hùng hậu không kém gì ùa ra từ người hắn ta. Xoẹt. Dưới ánh mắt những người khác, đao thế kia đâm xuyên quyền thế như trẻ tre, lao thẳng vào Vương Chiến. Lệ khí lóe lên trong mắt, Vương Chiến tung nắm đấm. Đao thế vỡ toang, nhưng lại có đao quang lóe lên. Xoẹt. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Tư Đồ đứng sau lưng Vương Chiến, tay chậm rãi tra đao vào vỏ. Trên ngực Vương Chiến là một vết đao sâu hóm. Thua trận. Bốn bề trở nên yên tĩnh. Chỉ qua ba hiệp giao thủ, Vương Chiến đã bại. Tư Đồ này rốt cuộc là ai? Ánh mắt họ nhìn hắn ta tràn ngập tò mò. Lão tóc trắng hô lên, Tư Đồ, giết gã. Vương Chiến tuy bại nhưng vẫn chưa chết. Tư Đồ nghe vậy thì xoay người rút đao. Chu Khiếu bất chấp muốn xen vào, nhưng chưa kịp ra tay thì đã nghe lão tóc trắng cười nhạt định cứu gã ư. Ngươi mơ đẹp lắm. Dứt lời, lão ta đã biến mất. Chu Khiếu bị ép phải dừng tay. Mà Tư Đồ đã xuất hiện sau lưng Vương Chiến. Vương Chiến hiện nay làm sao có thể ngăn cản Tư Đồ. Vào đúng thời khắc quyết định này, Tư Đồ bỗng dưng nheo mắt, xoay người tung đao chém ra. Đao quang vỡ vụn,
Tư Đồ lùi lại trăm trượng. Dừng lại rồi, hắn ta nhìn người vừa ra tay Diệp Huyên. Diệp Huyên đi đến hỏi Vương Chiến, cảm thấy thế nào? Vương Chiến mê mang đáp, ta thua rồi. Diệp Huyên vỗ vai gã, thắng thua là chuyện thường tình, đừng để tâm. Vương Chiến im lặng. Diệp Huyên, không chấp nhận nỗi thất bại sao? Vương Chiến đáp ngay, Vương Chiến ta tất nhiên chấp nhận được. Diệp Huyên cười, vậy thì tốt. Vương Chiến, nhưng mà vẫn là thua rồi, có huynh giúp thì ta lại thành kẻ không dám chấp nhận thất bại mất. Diệp Huyên chớp mắt, ta đâu có giúp huynh. Vương Chiến cau mày, Diệp huynh. Diệp Huyên cười, ta vẫn còn ân oán với Tiểu Động Thiên đây, chuẩn bị giải quyết ngay bây giờ, nên không tính là giúp huynh. Sắc mặt Vương Chiến trở nên phức tạp, Diệp Huyên, huynh. Chu Khiếu bỗng nói, còn không mau cảm ơn Diệp Huyên tiểu hữu. Vương Chiến do dự rồi nói, cảm ơn. Diệp Huyên, chúng ta là bạn bè, không cần khách sáo như vậy. Bạn bè. Vương Chiến, đại ân của Diệp huynh hôm nay, ngày sau ta sẽ trả. Diệp Huyên cười rồi nói với lão già tóc trắng ở nơi xa, các ngươi muốn giết ta đúng không? Ta ở đây này. Lão ta nhìn hắn, Tư Đồ, giết. Tư Đồ. Người đeo đao nhìn Diệp Huyên, một khắc sau đã lao đến. Nhanh như chớp. Nhưng cũng một khắc sau, Tư Đồ đã lùi lại hơn trăm trượng. Những người khác sửng sốt. Chuyện gì vừa xảy ra? Sắc mặt lão tóc trắng cũng xa sầm. Kiếm của Diệp Huyên nhanh hơn so với đao của Tư Đồ. Một tia nghiêm trọng hiện lên trong mắt Tư Đồ, kiếm rất nhanh. Diệp Huyên cười, nữa nào. Tư Đồ chuẩn bị ra tay thì đồng tử co rụt lại. Đao của hắn ta chỉ vừa được rút ra, nhưng đã có một thanh kiếm cắm xuyên vào trán hắn ta. Xiết trong nháy mắt. Những người khác biến sắc. Nhanh quá. Không có gì hoa hòe lòe lẹt, chỉ có nhanh mà thôi. Tư Đồ còn chưa chết hẳn, nhưng linh hồn và ý thức của hắn ta đã bị kiếm của Diệp Huyên khóa lại. Phi kiếm định hồn. Hắn đã kết hợp phi kiếm và nhất kiếm định hồn vào với nhau. Lão tóc trắng gầm lên, hỗn xược. Lão định ra tay thì đồng tử co rụt lại, đang muốn né tránh thì đã có một thanh kiếm cắm vào đầu. Xoẹt. Máu phọt ra từ gáy lão. Những người khác sửng sốt. Bao gồm bản thân lão già. Lão là đại thánh nhân mà. Vậy mà lại bị giết trong nháy mắt. Trong mắt những người còn lại đã tràn ngập kiêng kỵ. Bao gồm nhóm Chu Khiếu. Kiếm của Diệp Huyên thật sự quá nhanh. Đao của Tư Đồ cũng rất nhanh, nhưng so với kiếm của Diệp Huyên thì chẳng khác gì trò trẻ con. Tốc độ của cả hai vốn không cùng một đẳng cấp. Diệp Huyên đi đến, Tư Đồ chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Bỗng có một giọng nói mang theo vẻ lo lắng vọng đến từ chân trời, Diệp huynh, hắn ta đến từ nấm mổ thần linh, tuyệt đối không thể giết. Diệp Huyên nhìn lại, thấy một cô gái đang xé toạc không gian mà lao đến. Là Tiêu Lâm Lang. Lão già tóc trắng còn chưa chết cũng gằn giọng, hắn ta đến từ nấm mổ thần linh. Nếu ngươi dám giết, cho dù là pháp tắc tối cao cũng không bảo vệ được ngươi. Diệp Huyên chỉ vung kiếm. Xoẹt. Đầu của Tư Đồ bay véo đi. Trực tiếp tiêu diệt. Hắn quay lại nhìn lão già, nấm mổ thần linh. Đỡ được một kiếm của ta không? Lão già há hốc mồm. Nấm mổ thần linh. Đó là nơi nào? Đây là cấm địa hàng đầu của toàn bộ tinh vực cổ thần. Chỗ đó cho dù là những thế lực siêu cấp như Đại Linh Thần Cung hay Chiến Các cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Mà Diệp Huyên lại dám hỏi có thể đỡ được một chiêu kiếm của hắn hay không? Một chiêu kiếm? Phách lối đến vậy. Trong bóng tối, cung chủ Lâm Giang của Đại Linh Thần Cung nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngay cả nấm mổ thần linh mà hắn cũng không sợ. Diêm Hy trầm giọng nói, không ngờ rằng Tiểu Động Thiên lại mời thiên tài của nấm mổ thần linh đến giúp, chẳng trách Vương Chiến kia không phải là đối thủ. Nhưng khiến ta không ngờ hơn là Tư Đồ lại bị Diệp Huyên giết chết bằng một chiêu kiếm. Nói rồi, ông ta nhìn sang Diệp Huyên ở cách đó không xa, trong mắt ngập tràn vẻ kiêng kỵ, thực lực của người này mạnh đến mức nào. Lâm Giang cũng im lặng, thực lực của Diệp Huyên mạnh đến mức nào. Đúng lúc này, ông lão tóc trắng của Tiểu Động Thiên đột nhiên gằn giọng, Diệp Huyên, ngươi giết thiên tài của nấm mổ thần linh, ngươi.
Diệp Huyên đột nhiên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên lập tức lao xuyên qua giữa lông mày của ông lão tóc trắng, nháy mắt đã hấp thụ sạch linh hồn của lão. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Diệp Huyên quay đầu nhìn những cường giả của Tiểu Động Thiên, hắn hơi động tâm niệm, trừ hai đại thánh nhân của trong nhóm cường giả Tiểu Động Thiên ra, những người còn lại đều bị chấn bay ra ngoài. Giết trong nháy mắt. Lúc này đây, sắc mặt của mọi người ở đây đều thay đổi. Sao tên này giết người như giết gà thế? Quá kinh khủng. Cho dù là đám đại thánh nhân lâu năm như Lâm Giang cũng phải tỏ vẻ kiêng kỵ vô cùng. Tốc độ phi kiếm của Diệp Huyên, cho dù là bọn họ cũng phải kiêng dè không thôi. Diệp Huyên nhìn hai tên đại thánh nhân còn sót lại của Tiểu Động Thiên kia, hắn vừa định xuất kiếm thì lúc này, hai tên đại thánh nhân đã biến mất không còn tăm hơi. Chạy trốn. Diệp Huyên sửng sốt. Vậy là chạy rồi. Thấy hai tên đại thánh nhân biến mất ở phía chân trời, Diệp Huyên rơi vào trầm mặc. Không phải là hắn không muốn đuổi theo, mà là căn bản đuổi không kịp, trừ khi sử dụng kiếm Thanh Huyên. Phi kiếm của hắn chỉ có thể đạt đến tốc độ khủng bố trong một phạm vi nhất định, nếu vượt quá thì phi kiếm của hắn sẽ không còn nhanh như vậy nữa. Tiếc thật. Diệp Huyên lắc đầu, thu kiếm Thanh Huyên lại. Linh hồn của hai đại thánh nhân có thể nói là vô cùng bổ dưỡng cho kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên là một thanh kiếm đã sắp đến ngưỡng đột phá, nếu có thể cắn nuốt được thêm nhiều linh hồn đại thánh nhân thì rất có cơ hội được nâng cao thêm một bậc nữa. Nếu như kiếm Thanh Huyên đột phá lần nữa, Diệp Huyên cũng không dám nghĩ. Thanh kiếm này vốn dĩ đã rất biến thái rồi. Đúng lúc này, Tiêu Lâm Lang bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên trầm giọng nói, Diệp Huynh, ngươi kích động quá rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Tiêu Lâm Lang, giết Tiểu Động Thiên ấy à? Tiêu Lâm Lang lắc đầu, là giết nấm mổ thần linh. Diệp Huyên cười nói, có thể nói một chút về nấm mổ thần linh này không? Tiêu Lâm Lang im lặng một lát rồi nói, nơi này vô cùng đáng sợ. Còn đáng sợ hơn Kiếm Khư Tông trước kia nữa. Kiếm Khư Tông thì chúng ta còn dám đi, nhưng nấm mổ thần linh này không ai dám bén mảng đến cả. Diệp Huyên khẽ hỏi, thần bí đến vậy à? Tiêu Lâm Lang gật đầu, vừa thần bí vừa mạnh mẽ. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, trong mắt ánh lên một tia phức tạp, thật sự là quá kích động. Diệp Huyên cười nói, ta đã có sát niệm rồi thì khó mà thu kiếm được. Tiêu Lâm Lang khẽ bảo, Diệp Huynh còn mạnh hơn so với ta tưởng tượng rất nhiều, rất nhiều. Diệp Huyên cười ha ha rồi đáp, Lâm Lang cô nương, cô hiểu nấm mổ thần linh này được bao nhiêu? Tiêu Lâm Lang lắc đầu, ta không biết nhiều, nhưng có một nơi hẳn là có nhiều thông tin lắm đấy. Diệp Huyên hỏi, nơi nào? Tiêu Lâm Lang đáp, Tiểu Lâu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Tiểu Lâu. Tiêu Lâm Lang gật đầu, cũng là một nơi khá thần bí. Nói rồi nàng đưa tay điểm vào trán Diệp Huyên, một luồng sáng chui vào giữa hàng mày của hắn. Tiêu Lâm Lang thu tay lại rồi nói, đây là địa chỉ của Tiểu Lâu. Nhưng Diệp công tử chuẩn bị tâm lý trước rồi hẳn đến. Chỗ đó khó xơi lắm, muốn nghe ngóng tin tức thì phải trả một cái giá rất lớn. Diệp Huyên cười nói, hiểu rồi. Tiêu Lâm Lang nói, Diệp Huynh, ta còn có việc, cáo từ trước nhé. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Lúc này, Chu Tiếu của Chiến Các dẫn Vương Chiến đi tới, Chu Tiếu quay sang thi lễ với Diệp Huyên một cái, Diệp công tử, hôm nay đa tạ. Lời cảm tạ này là tự đáy lòng. Nếu không nhờ có Diệp Huyên, Vương Chiến hẳn đã chết rồi. Mà chuyện ấy sẽ tạo thành một tổn thất khó mà chịu đựng được cho Chiến Các. Muốn bồi dưỡng được một Vương Chiến không phải là chuyện dễ dàng gì. Diệp Huyên cười khẽ rồi nói, không cần đa lễ đâu. Ta và Vương Huynh là bạn bè. Vương Chiến liếc nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất phức tạp. Diệp Huyên lại nói, Vương Huynh. Thất bại hôm nay cũng không phải chuyện gì xấu cả, đúng không? Vương Chiến khẽ gật đầu, núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Huyên cười ha ha, chẳng bao lâu nữa, thực lực của Vương Chiến huynh sẽ nâng lên một tầm cao mới. Chu Tiếu ở bên cạnh cũng nở nụ cười. Thất bại hôm nay đối với Vương Chiến mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Vương Chiến bây giờ không còn kiêu ngạo, chắc chở hôm nay như tương đương với một lần sống lại của gã vậy. Chu Tiếu đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta cáo từ trước nhé.
Diệp Huyên gật đầu, bảo trọng. Vương Chiến ôm quyền, Diệp Huynh, bảo trọng. Nói rồi, gã và Chu Tiếu cùng nhóm cường giả chiến cát xoay người rời đi. Lúc này, Lý Tu Nhiên cũng nói, Diệp Huynh, ta cũng phải đi rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Lý Tu Nhiên, hắn búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đó rơi xuống trước mặt Lý Tu Nhiên, Lý Tu Nhiên nhìn lướt qua, thế là biến sắc ngay. Trong nhẫn có tới 100.000 viên tạo hóa thần tinh. Lý Tu Nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, kinh ngạc hỏi, Diệp Huynh, đây là... Diệp Huyên cười nói, ngoại môn ít bổng lộc, Huynh giữ lãi dùng đi. Lý Tu Nhiên lắc đầu, không, ta không thể nhận được. Nhưng Diệp Huyên chỉ cười nói, nhận đi, đây không phải bố thí, là ta đang buộc Huynh làm bạn của ta đấy, hiểu không? Lý Tu Nhiên trầm mặc. Diệp Huyên cười nói, Huynh đừng có đứng ngốc ở đó nữa. Mau nhận lấy đi, à đúng rồi. Nói đoạn, hắn lấy một chiếc nhẫn chứa đố ra đưa cho Lý Tu Nhiên, đây là của Cổ Thanh trưởng lão. Đưa cho ông ấy giúp ta nhé. Lý Tu Nhiên im lặng một lát rồi nói, Diệp Huynh, nếu Huynh còn ở ngoại môn thì tốt biết bao. Diệp Huyên cười ha ha. Lý Tu Nhiên không nói gì nữa, hắn ta nhận lấy hai chiếc nhẫn chứa đồ rồi nói, Diệp Huynh, sau này còn gặp lại. Nói rồi, hắn liền biến mất ở nơi cuối chân trời. Xung quanh, những cường giả ở nơi khác cũng rời đi. Mà tên của Diệp Huyên lại giống như bệnh dịch, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Giết đại thánh nhân trong nháy mắt. Bây giờ, Diệp Huyên có thể nói là thiên tài đứng đầu chư thiên vạn giới này rồi. Tiểu Động Thiên. Ở bên hồ, có một hư ảnh đang nói gì đấy với động chủ Tiểu Động Thiên. Sau một hồi ông lão nhẹ giọng nói, giết chết đại thánh nhân trong nháy mắt. Hư ảnh gật đầu, tốc độ phi kiếm của người này vô cùng nhanh, trước đây chưa từng thấy. Thực sự khủng bố. Ông lão híp mắt lại, trong mắt ánh lên một tia sáng lạnh, từ khi nào hắn trở nên khủng bố như vậy? Hư ảnh lắc đầu, người này trước đây không kinh khủng như vậy. Sau khi hắn ra khỏi từ kiếm khư thì thực lực đột nhiên trở nên khủng bố vậy đấy. Ông lão trầm giọng nói, hắn đã đạt được kỳ ngộ gì đó ở đấy. Hư ảnh gật đầu, chắc chắn là vậy. Ông lão im lặng một lúc rồi lại nói, không thể giữ người này lại. Hư ảnh gật đầu, người này giờ đã có nền tảng rồi, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành thì hậu quả khó mà lường được. Ông lão đột nhiên nói, bên nấm mồ thần linh nói gì? Hư ảnh lắc đầu, vẫn không có hồi âm. Diệp Huyên giết Thư Đồ, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tất nhiên lần này chúng ta cũng có trách nhiệm. Nói đoạn, lão ta dừng lại một chút rồi mới tiếp lời, người bảo Lý lão nhị đi một chuyến, bảo ông ta dẫn vài người đi. Hư ảnh do dự một chốc rồi đáp, người này đã có thực lực giết đại thánh nhân trong nháy mắt. Ông lão liếc mắt nhìn hư ảnh, ta không tin ngay cả Lý lão nhị mà hắn cũng giết được. Bảo bạn họ cẩn thận một chút là được. Hư ảnh gật đầu, vâng. Nói rồi, gã xoay người rời đi. Sau khi hư ảnh rời đi, ông lão trầm mặc một lúc lâu. Sau đó lão đột nhiên đứng dậy đi về phía xa. Chỉ chốc lát, lão đã đến một đỉnh núi, nơi đây có một tòa cung điện xa hoa, bên trong có đặt một pho tượng. Là một pho tượng nữ. Cô gái này chính là pháp tắc tối cao trong thiên địa. Mà pho tượng này là được tổ tiên của Tiểu Động Thiên xây nên. Ông lão đi tới trước pho tượng trong điện, lão ta hành lễ với tượng một cách vô cùng cung kính. Cứ cách một khoảng thời gian là lão ta lại đến đây vái chào thành kính. Pháp tắc tối cao của vũ trụ. Đây chính là tín ngưỡng của Tiểu Động Thiên. Một hồi sâu, ông lão lại thi lễ, Chí Tôn đã bảo vệ cho Tiểu Động Thiên ta ngàn vạn năm. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên dẫn đạo nhất cùng Tiểu An rời khỏi tinh vực cổ, hắn liền dựa theo địa chỉ Tiêu Lâm Lang đưa đến được một bờ hồ, nơi đây có một tòa lâu nhỏ, được xây theo dạng tầng gác. Không lớn lắm, nhưng lại rất cầu kỳ. Tiểu lâu. Ba người Diệp Huyên vừa đến gần cửa vào thì đã có một cô gái mặc váy xanh bước ra chào đón. Cô gái hơi thi lễ với Diệp Huyên, vị này là Diệp Công Tử Trăng. Diệp Huyên nhìn cô gái, cười nói, các cô đã biết ta sẽ đến. Cô gái gật đầu, chủ nhân nói Diệp Công Tử sẽ đến. Diệp Huyên cười nói, chủ nhân các cô đúng là thần thông quảng đại. Vậy chủ nhân các cô có biết ta đến làm gì không?
Cô gái khẽ mỉm cười, chủ nhân nói Diệp công tử đến hỏi thăm tin tức về nấm mồ thần linh. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nhưng cô gái lại lắc đầu. Diệp Huyên cười hỏi, cô lắc đầu là có ý gì? Cô gái nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ý của chủ nhân là Diệp công tử đã không còn kịp nữa. Diệp Huyên có chút không rõ, là sao? Cô gái trả lời, toàn bộ trong và ngoài tinh vực cổ thần này, không có thế lực nào có thể so được với nấm mồ thần linh. Nói cách khác, Diệp công tử ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Huyên mở to mắt nhìn, đây là do chủ nhân của cô nói. Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười đáp, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Nhất, chúng ta đi thôi. Đạo Nhất khẽ gật đầu, kéo Tiểu An đi theo sau Diệp Huyên. Đi chưa được vài bước, cô gái đằng sau Diệp Huyên đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyên dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn nàng ta, cô gái nói, Diệp công tử, người không biết gì về nấm mồ thần linh cả. Sau khi tiếp xúc với bọn họ, tất cả tự tin của ngươi sẽ tan thành mây khói, sau đó sẽ chỉ còn lại nỗi hoảng sợ. Mà bây giờ, cái chết đang ngày càng đến gần ngươi rồi, ngươi cảm nhận được chưa? Diệp Huyên. Không thể không nói, Diệp Huyên lúc này có chút cạn lời. Người phụ nữ này cứ khăng khăng phán định hắn sẽ chết chắc. Diệp Huyên không nói nhiều mà chỉ dẫn Đạo Nhất cùng Tiểu An rời đi. Mà lúc này, cô gái kia lại nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên dựng thẳng ngón giữa lên, cút. Nói rồi, hắn lập tức dẫn Đạo Nhất và Tiểu An biến mất ở nơi xa. Đằng sau, cô gái kia nhìn ba người Diệp Huyên rời đi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Chấm chấm chấm. Một bên khác. Đạo Nhất trầm giọng nói, nấm mồ thần linh này hẳn là không đơn giản. Diệp Huyên cười nói, mặc kệ họ. Đạo Nhất khẽ gật đầu, bây giờ ngươi có dự định gì? Diệp Huyên nhìn về phía chân trời, nếu ta đoán không sai thì người Tiểu Động Thiên hẳn là phái người đi tìm ta rồi. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, người lần này tới sẽ không đơn giản đâu. Diệp Huyên đáp, ta biết. Một mình ngươi có thể chống đỡ được không? Kiếm trong tay, ta vô địch. Đạo Nhất vỗ cái bóp lên đầu Diệp Huyên, ngươi quên mất lúc trước bản thân đã từng thảm như thế nào hả? Diệp Huyên. Đạo Nhất lại nói, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi sẽ không khinh địch, nhưng vẫn phải cẩn thận hết sức, hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, ta biết mà. Tất nhiên hắn sẽ không khinh địch, bây giờ hắn vẫn chưa đạt đến trình độ như cha và Thanh Nhi, có thể ngang ngược khắp thiên hạ. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên lại nói, cô định trở về Đại Linh Thần Cung à? Đạo Nhất gật đầu, ở đó có nhiều thứ ta muốn học. Nói rồi, nàng ta nhìn xuống Tiểu An. Diệp Huyên cười nói, để muội ấy theo ta đi. Đạo Nhất khẽ gật đầu, muội ấy không đơn giản, không thể theo ta được, theo ngươi mới là tốt nhất. Diệp Huyên gật đầu, hắn lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Đạo Nhất, cho cô. Đạo Nhất liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không từ chối mà nhận lấy cất đi. Diệp Huyên có chút cạn lời, cô không nhìn thử bên trong là gì à? Không cần. Diệp Huyên lắc đầu cười, vậy cô bảo trọng nhé. Nếu ở Đại Linh Thần Cung có người bắt nạt, cứ liên lạc với ta. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, sau đó thì sao? Diệp Huyên tròn mắt nói, ta sẽ diệt luôn Đại Linh Thần Cung. Đạo Nhất lắc đầu nở nụ cười, bây giờ ngươi hống hách lắm đấy. Nói rồi, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên bỗng nói, đừng để bản thân phải chịu ấm ức. Đạo Nhất nhẹ nhàng phẩy tay, biết rồi. Nói xong, nàng ta đã biến mất không còn thấy đâu. Tiểu An quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên ca ca, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Diệp Huyên cười đáp, đi làm một chuyện. Dứt lời. Hắn liền lấy kiếm Thanh Huyên ra định dẫn Tiểu An rời đi, nhưng đúng lúc này, một luồng uy thế cực kỳ kinh khủng bỗng ập đến từ phía chân trời. Đến rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tiểu An, cười nói, đi chơi với Tiểu Tháp trước nhé. Nói xong, hắn nhanh chóng đưa Tiểu An vào trong Tiểu Tháp. Lúc này, một ông lão đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa. Ông lão chắp hai tay sau lưng, thân thể thẳng tắp, hai mắt rất hung dữ. Đại Thánh Nhân. Người này chính là Lý Lão Nhị của Tiểu Động Thiên.
mà theo sau Lý lão nhị còn có 3 người nữa. Toàn bộ đều là đại thánh nhân. Lý lão nhị nhìn Diệp Huyên, nghe nói ngươi có thể giết đại thánh nhân với một chiêu. Ngươi! Vừa nói đến đây, trong mắt của ông ta đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng vung ngang tay phải lên chắn ở trước mình. Ầm! Một tiếng kiếm quang vỡ vụn, Lý lão nhị liền bị đẩy lùi ra xa mấy trăm trượng, mà khi ông ta dừng lại được thì miếng giáp vàng trên cánh tay phải của ông ta đã vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lý lão nhị lập tức trở nên ngưng trọng, nhưng lúc này lại bỗng có một luồng kiếm quang chém tới. Nhanh đến mức mắt thường không thể nhận ra được. Lý lão nhị hoàn toàn biến sắc. Lão vội vàng giơ tay trái lên chặn ngang lại, ầm. Lại một luồng kiếm quang vỡ tung, Lý lão nhị liên tục thối lui. Phía xa xa, Diệp Huyên chậm rãi đi về phía Lý lão nhị, hắn không ra tay nữa, nhưng Lý lão nhị lại liên tục thối lui. Bởi vì đang có từng luồng phi kiếm chém về phía ông ta. Tốc độ của phi kiếm quá nhanh. Nhanh đến mức Lý lão nhị căn bản không thể né tránh được, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Tới lúc này ông ta chỉ còn có thể dùng thân thể để đỡ, không đúng, phải nói là ông ta chỉ có thể để cho thần giáp đang mặc trên người đỡ cho. Cứ như vậy, Diệp Huyên chậm rãi đi về phía Lý lão nhị, mỗi một bước hắn tiến lên, Lý lão nhị lại lùi về sau mấy trăm trượng. Ở bên khác, hai tên đại thánh nhân kia đã hoàn toàn bối rối. Bọn họ vừa định ra tay thì bỗng có hai luồng phi kiếm lao đến chém bay bọn họ. Ngay cả sức chống đỡ lại cũng không có. Nhanh! Phi kiếm của Diệp Huyên không phải quá mạnh, nhưng lại rất nhanh. Sau khi Diệp Huyên bước được 10 bước, thân giáp trên người Lý lão nhị bỗng vỡ nát, mà gần như trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đã cắm vào ngực của ông ta. Thất bại! Ông ta còn chưa kịp ra tay. Lý lão nhị ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin, ngươi. Diệp Huyên đi tới trước mặt Lý lão nhị, hắn lấy kiếm thanh huyên ra rồi hô tay xuất chiêu. Kiếm thanh huyên xuyên qua giữa hàng mày của Lý lão nhị, nháy mắt, linh hồn của ông ta lập tức bị hấp thu. Mà sau khi hấp thu xong linh hồn của ông ta, kiếm thanh huyên liền rung lên kịch liệt. Tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, bổ dưỡng lắm. Diệp Huyên cười nói, tiểu hồn, khoảng bao lâu nữa ngươi mới có thể đột phá? Tiểu hồn suy nghĩ một chút rồi đáp, chỉ ít phải cắn nuốt được 100 cường giả cấp bậc cỡ này thì ta mới đột phá được. 100 đại thánh nhân. Diệp Huyên có chút cạn lời. Mấy thế lực siêu cấp này gộp lại có được 100 đại thánh nhân không? Cũng không thể giết hết toàn bộ tinh vực cổ thần được. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiểu hồn, người có thể cắn nuốt mấy cái như khí linh này nọ không? Tiểu hồn đáp, hình như là được. Diệp Huyên nói, vậy ngươi cắn nuốt tiểu tháp đi, ta thấy nếu ngươi hấp thu nó thì chắc chắn sẽ đột phá ngay lập tức đấy. Tiểu hồn. Tiểu tháp đột nhiên giãy lên, đệt bà, tiểu chủ có còn là người không vậy? Diệp Huyên cười ha ha. Tất nhiên là hắn chỉ đùa thôi. Nhưng nếu tiểu hồn thật sự cắn nuốt tiểu tháp thì nói không chừng có thể đột phá được. Đương nhiên là hắn không dám làm vậy thật rồi. Cha chắc chắn sẽ lột ra hắn mất. Bây giờ thực lực vẫn có chút chênh lệch với cha. Không thể lấy đá chọi đá với ông ấy được. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, lần sau người giết người có thể dùng ta được không? Diệp Huyên cười hỏi, sao thế, muốn giết người à? Tiểu hồn có chút hưng phấn nói, đúng. Diệp Huyên cười ha ha, ta muốn giấu kiếm, nuôi kiếm. Giấu kiếm là kiếm thanh huyên, nuôi kiếm cũng là nuôi kiếm thanh huyên. Kiếm thanh huyên và huyết mạch chi lực là hai lá bài tẩy cuối cùng của hắn, không đúng, còn có một sợi ý chí kiếm đạo của cha nữa. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn nhìn về hai tên đại thánh nhân của tiểu động thiên đang bị kiếm quang của hắn khóa lại, Diệp Huyên hơi suy nghĩ. Kiếm thanh huyên lập tức hấp thu lấy hai người kia. Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm thanh huyên bỗng xuất hiện trong tay hắn, tích tắc sau, cả người hắn liền biến mất tại chỗ. Xoẹt. Trong nháy mắt, thời không trước mặt Diệp Huyên liền nứt ra, một khắc sau, Diệp Huyên xuất hiện ở trong một trong đại điện của Hoàng Cung. Thanh Thành. Trong đại điện, có một cô gái thân mặc long bào đang phê tấu chương. Như cảm nhận được gì đó. Cô gái bỗng ngẩng đầu lên, lúc thấy Diệp Huyên, khóe miệng nàng khẽ cong,
nụ cười này khiến muôn hoa phải đổ rạp. Cô gái này chính là Thác Bạt Ngạn. Diệp Huyên đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, hắn cầm lấy tay nàng rồi cười hỏi, nhớ ta không? Thác Bạt Ngạn khẽ nói, không phải đã nói một tháng sẽ về một lần sao? Đã mấy tháng rồi chứ? Diệp Huyên nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạt Ngạn, là lỗi của ta. Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, cho ta một đứa bé đi. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Thác Bạt Ngạn ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, trên gương mặt ửng lên dáng mây hồng, chàng có được không vậy? Diệp Huyên tròn mắt hỏi, ta có được hay không nàng còn chưa biết à? Thác Bạt Ngạn dùng sức nhéo eo Diệp Huyên một cái, thẹn thùng nói, gợi đòn thật mà. Diệp Huyên cười ha ha, hắn bế Thác Bạt Ngạn lên rồi đi vào nội điện. Trong gian phòng lớn, Diệp Huyên ôm siết lấy eo thon của Thác Bạt Ngạn, tay chậm rãi lần mò xuống dưới. Chỗ này không thích hợp để viết tiếp nữa, tự động lược bớt 10.000 chữ. Mọi người tự điền vào chỗ trống nhé. Chấm chấm chấm. 5 ngày sau. Sáng sớm, Diệp Huyên nằm trước thềm đá đại điện, phía chân trời có một vầng dương đang chậm rãi mọc lên. Ánh mặt trời rọi xuống cơ thể, vô cùng ấm áp và dễ chịu. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đi tới cạnh Diệp Huyên, lúc này nàng ta không còn mặc long bào nữa, mà chỉ khoác hờ một chiếc váy ngủ trắng tinh, dáng người thon thả lộ rõ ra hết. Thác Bạt Ngạn ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên, khẽ nói, ta rất muốn chàng ở lại nơi đây. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta cũng muốn mà, mấy năm này ta cũng dần chán ngán với cuộc sống toàn đánh giết ở ngoài kia. Nhưng bây giờ ta vẫn chưa có tư cách được trở lại sống cuộc đời bình thường. Cuộc sống bình thường. Ở thời Thái Bình thịnh thế, đây không phải việc gì khó. Nhưng ở vũ trụ này thì lại quá khó khăn. Năm đó Thanh Nhi và hắn có làm gì sai không? Chẳng hề làm gì sai cả. Nhưng thiên đạo diệt thế, vô số người chết thảm. Ở thời loạn lạc, yếu chính là sai. Thác Bạt Ngạn nhẹ giọng nói, ta biết. Nhưng có chút luyến tiếc chàng. Diệp Huyên đột nhiên cười bảo, Ngạn Nhi, rốt cuộc nàng thích ta ở điểm nào vậy? Thác Bạt Ngạn trừng mắt hắn một cái, rồi cười nói, thích chàng mặt dày. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó bật cười ha hả. Thác Bạt Ngạn khẽ hỏi, ta sẽ có con chứ? Diệp Huyên cười đáp, nếu nàng lo lắng thì để ta chịu cực thêm một chút nữa vậy, ở lại đây thêm vài ngày nhé. Nói rồi. Hắn lại bế Thác Bạt Ngạn lên rồi biến mất. Lại 5 ngày sau, Diệp Huyên để lại một chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó trở về thư viện Thương Lan, hắn đưa hồn mộc mà cô gái kiếm tu tên AI của Kiếm Khư Tông gửi nhờ nơi hắn cho Mạc Vân Khởi, AI chỉ muốn đứa bé này có thể yên bình lớn lên, vậy nên thư viện nơi đây là thích hợp nhất rồi. Cũng không thể để đứa nhỏ quá mức thanh thản được, ít nhất phải rèn cho nó năng lực tự lực cánh sinh. Diệp Huyên cũng để lại những công pháp võ kỹ cùng tâm đắc kiếm đạo của AI vào trong một chiếc nhẫn chứa đồ, rồi giao nó lại cho Mạc Vân Khởi. Tương lai như thế nào, đứa nhỏ này sẽ tự mình quyết định. Sau khi bàn giao mọi chuyện, Diệp Huyên rời khỏi Thanh Châu. Trước đại điện Hoàng Cung, Thác Bạt Ngạn nhìn cuối chân trời, trong mắt ngập tràn luyến tiếc. Đúng lúc này, phía xa bỗng vang lên một giọng nói, bệ hạ. Mọi người đang chờ người vào triều. Trong mắt Thác Bạt Ngạn liền mất hết những cảm xúc nhu nhược, sau đó nàng ta xoay người bước đi. Lúc này đây, nàng ta lại biến thành một nữ hoàng cao cao tại thượng không ai có thể với đến. Sự dịu dàng của nàng chỉ để dành cho mỗi Diệp Huyên mà thôi. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Thanh Châu, hắn liền đi thẳng đến Tiểu Động Thiên. Hắn không thích bị động, hắn muốn là người chủ động. Tiểu Động Thiên không phải muốn đánh hắn sao? Không cần phải đi tìm đâu. Hắn tự mình đến. Tiểu Lâu. Một cô gái mặc váy xanh chậm rãi bước đến trước cửa Tiểu Lâu, nàng khẽ thi lễ, chủ nhân, chúng ta đã nhận được tin tức Diệp Huyên đang đi đến Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên. Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước ra ngoài. Người đàn ông này thân mang một trường bào đen đơn giản. Trong tay cầm một chiếc quạt lông. Người đàn ông cười nói, vị Diệp công tử này định chủ động đến tìm Tiểu Động Thiên à? Cô gái gật đầu, hẳn là thế. Người đàn ông khẽ mỉm cười, có trò hay để xem rồi. Cô gái cung kính đứng lùi ra phía sau người đàn ông, không nói gì nữa.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn phía chân trời, khẽ nói, Diệp Huyên này không sợ tiểu động thiên, không sợ nấm mổ thần linh, người đứng sau hắn tuyệt đối không phải. Nói đoạn, trong mắt gã ánh lên một tia nghi hoặc, nhưng ta theo dõi khắp chư thiên vạn giới này, căn bản không có thế lực nào có thể so với nấm mổ thần linh. Cô gái bỗng lên tiếng, theo như chúng ta điều tra được, lúc trước Diệp Huyên đã biến mất một khoảng thời gian, nhưng lại không tra ra được hắn đã đi đâu. Người đàn ông quay đầu nhìn về phía cô gái, ngay cả người của chúng ta cũng không tra ra được. Cô gái gật đầu, hắn biến mất rất quỷ dị, chúng ta tiến vào đường hầm thời không cũng không thể tra ra được tung tích của hắn. Không chỉ biến mất quỷ dị, mà xuất hiện cũng rất quỷ dị. Người đàn ông khẽ nhíu mày lại, người này rất thần bí. Cô gái lại bỗng nói, vừa nhận được tin tức, có lẽ nấm mổ thần linh đã phái người ra. Nghe vậy, người đàn ông híp mắt lại, biết là ai không? Cô gái lắc đầu, tạm thời không biết, nhưng người của chúng ta đã đi tìm đối phương rồi, hẳn là sẽ tìm ra thôi. Người đàn ông cười nói, chuẩn bị một phần lễ lớn đi, và nếu biết được tâm tích của đối phương thì lập tức báo cho ta biết. Cô gái trầm giọng hỏi, chủ nhân không đánh giá cao Diệp Huyên. Người đàn ông lắc đầu, không phải có ý xem thường hắn, mà là ta xem trọng nấm mổ thần linh hơn. Nói rồi, gã khẽ phẩy quạt lông, trong mắt ánh lên một tia nghiêm nghị, nấm mổ thần linh này cho dù là pháp tắc tối cao của vũ trụ cũng phải nể mặt ba phần đấy. Nói đến đây, gã quay đầu nhìn cô gái kia, cười bảo, Diệp Huyên này có thể khiến pháp tắc tối cao nể mặt được không? Có thể không, ha ha. Chỉ chốc lát, lâu chủ của tiểu lâu đã dẫn cô gái biến đi mất, không còn thấy đâu. Chấm chấm chấm. Chiến các. Trong đại điện, các cường giả đang tụ họp. Các chủ Chu Khiếu của chiến các trầm giọng nói, Diệp Huyên đã đến tiểu động thiên rồi. Các ngươi thấy chuyện này thế nào? Mọi người chỉ im lặng không nói gì. Chu Khiếu nhìn về phía Lý trưởng lão ở bên cạnh, ông ấy sao? Lý trưởng lão trầm tư một lúc rồi nói, người đứng sau lưng hắn tất nhiên không thể kém hơn tiểu động thiên. Nhưng chúng ta không biết đó là ai. Người này thật sự quá thần bí. Chu Khiếu quay đầu nhìn ông lão kia, vẫn không tra ra được lai lịch của hắn à? Ông lão trầm giọng đáp, chỉ tra ra được một điều. Đó chính là hình như hắn có liên quan đến những kiếm tu từng đến tinh vực cổ thần khi trước kia, mà những kiếm tu này lại đến từ Chư Thiên Thành một nơi cách chúng ta vô cùng xa xôi, bọn họ hình như thuộc một thế lực tên là Kiếm Minh. Kiếm Minh? Chu Khiếu khẽ nhíu mày lại, đó là một thế lực ra sao? Ông lão lắc đầu, không biết cụ thể, nhưng hình như cũng không mạnh lắm, nhóm kiếm tu kia dù sức chiến đấu không hề yếu, nhưng đa số cũng chỉ là tuyệt trần cảnh mà thôi. Chu Khiếu trầm mặc một lát rồi nói, tiếp tục điều tra Kiếm Minh này. Ông lão gật đầu, đã rõ. Lúc này, Lý trưởng lão ở bên đột nhiên nói, Diệp Huyên này đã từng giúp đỡ chiến các ta, mà hiện tại hắn lại đi tìm tiểu động thiên, các ngươi có suy nghĩ như thế nào về chuyện lần này? Chu Khiếu trầm mặc một lát rồi nói, nếu chỉ là tiểu động thiên, chiến các ta tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng còn có một nấm mổ thần linh nữa. Nấm mổ thần linh. Trong điện, mọi người đều rơi vào im lặng. Đối với nơi này, chiến các cũng vô cùng kiêng dè. Đây là cấm địa đứng đầu đấy. Lúc này, Lý trưởng lão đột nhiên nói, vậy chúng ta chỉ có thể im lặng quan sát tình hình thôi. Chu Khiếu gật đầu, chỉ có thể như vậy. Lý trưởng lão lại nói, nấm mổ thần linh đã phái người ra rồi. Chúng ta phải có biểu hiện gì chứ? Chu Khiếu trầm mặc một lúc rồi mới nói, chuẩn bị một phần lễ lớn đi, ta tự mình đi tặng. Chấm chấm chấm. Đại Linh Thần Cung. Cung chủ Lâm Giang của Đại Linh Thần Cung khi biết Diệp Huyên đi tới Tiểu Động Thiên thì lập tức gọi Diêm Hy đến. Lâm Giang trầm giọng nói, người này rốt cuộc muốn làm gì? Diêm Hy nói, với tính cách của hắn, lần này đến Tiểu Động Thiên e là sẽ quyết một trận sinh tử mất. Lâm Giang khẽ nhíu mày, hắn dựa vào đâu? Diêm Hy nhẹ giọng nói, đó mới là điều đáng sợ nhất, bởi vì chúng ta cũng không biết hắn lấy tự tin đâu ra. Lâm Giang khẽ nói, thanh kiếm trong tay hắn có ẩn chứa lực lượng của pháp tắc tối cao, mà chỗ dựa của tiểu động thiên này cũng là pháp tắc tối cao của vũ trụ. Nói rồi, ông ta cười lạnh một tiếng, đây là hắn tự đi tìm đường chết. Diêm Hy liếc mắt nhìn Lâm Giang, cung chủ hy vọng hắn chết.
Lâm Giang trầm mặc một lát rồi đáp, tất nhiên rồi. Diêm Hy chỉ biết thở dài trong lòng. Quan hệ giữa Diệp Huyên và Đại Linh Thần Cung đúng là không mấy vui vẻ. Lúc trước Diệp Huyên đã giết liền mấy người của Đại Linh Thần Cung, chuyện này thật sự là một sự sỉ nhục với Đại Linh Thần Cung. Lúc này, Lâm Giang đột nhiên nói, cứ quan sát trước đã, để xem hắn sẽ quyết sinh tử với Tiểu Động Thiên như thế nào. Hơn nữa theo ta được biết, Nấm Mồ Thần Linh cũng đã phái người ra rồi. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi mới nói, ông đi chuẩn bị một phần lễ lớn, ta muốn tự mình đến gặp đối phương, không thể thất lễ được. Nói xong, ông ta đã biến mất. Thiên Yêu Quốc. Trong một tòa đại điện xa hoa nào đó, có một ông lão ngồi xổm trước chậu than, mà đối diện lão là một cô gái bên hông dắt roi ra. Cô gái này mặc một bộ váy bằng da thú, dù không đẹp bằng gấm lụa nhân loại, nhưng lại lộ ra được nét đẹp dã tính, tạo thành một phong thái hoàn toàn riêng biệt. Hai người đang nướng thịt. Cô gái xoay gậy gỗ xiên thịt cho đều lửa, ra ra. Dạo này nghe nói có một siêu cấp yêu nghiệt xuất hiện, tên là Diệp Huyên. Người này đã đánh bại thiên tài của Nấm Mồ Thần Linh. Ông lão cười nói, Hưu Nhi muốn tỉ thí với hắn à? Cô gái gật đầu, vâng. Ông lão suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng hắn là kiếm tu. Khóe miệng cô gái hơi cong lên, kiếm của hắn có thể đâm rách được cơ thể của con sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.